Xin chào tất cả các bạn, mình là Thoan đây. Hôm nay mình xin gửi tới các bạn cuốn tiểu thuyết 999 bức thư gửi cho chính mình của tác giả Mê Công Tử. Đây là một cuốn tiểu thuyết rất hay, nếu các bạn có điều kiện thì hãy ủng hộ sách giấy cho tác giả các bạn nhé. Giới thiệu. Mê Công Tử, một người làm nghề tự do, yêu tha thiết cuộc sống, ngụ trong một căn nhà nhỏ tại Bắc Kinh. Nếu trời trong xanh sẽ yên lặng ngắm mây trôi, nếu mưa rơi ngoài cửa sổ sẽ nằm nghe tiếng gió gào. Nguyện trở thành một người con gái hờ hững, không tranh đoạt với đời, hướng ánh mắt đến một phương trời khác, giữ cho mình sự thoải mái tự tại. Hãy để sự cố gắng xứng đáng với ước mơ của bạn. Nếu một ngày khi sự cố gắng theo kịp ước mơ, vậy thì ước mơ tuyệt đối sẽ không phụ sự cố gắng mà bạn bỏ ra. Hãy khiến bản thân trở thành người ưu tú xuất sắc. Khi bạn tận tâm tận lực làm gì đó, cả thế giới này sẽ giúp bạn. Bức thư số 1. Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày hãy luôn nở nụ cười trên môi. Trên đời này, ngoài sinh tử ra thì mọi chuyện đều là chuyện nhỏ. Cho dù gặp chuyện phiền lòng cũng đừng tự làm khó mình. Bất luận hôm nay xảy ra bao nhiêu điều đen đủi, đều không nên cảm thấy bi thương. Hôm nay là ngày bạn trẻ nhất trong những ngày tháng sau này, vì còn có ngày mai. Hôm nay mãi chỉ là bước khởi đầu của con đường tương lai. Bức thư số 2. Đời người sẽ luôn có sự ấm áp bất ngờ và những hy vọng bất tận. Bất kể con đường phía trước có bao nhiêu khổ ải, chỉ cần phương hướng chính xác thì dù gặp gành khúc khuỷu đến mấy cũng sẽ gắn với hạnh phúc hơn là bạn đứng ở vạch xuất phát. Bức thư số 3. Bạn là một người mạnh mẽ, từng giây từng phút yêu cầu bản thân phải đạt được 100% sự kỳ vọng. Nhưng quá khắt khe không phải lúc nào cũng tốt. Bạn vốn không phải thiên tài, xin hãy cho phép bản thân mình được phạm lỗi. Đừng quá vội vàng, sự cố gắng của bạn, thời gian sẽ giúp bạn thực hiện. Bức thư số 4. Thời gian thay đổi, con người cũng thay đổi. Cuộc đời là một bộ phim tuyệt bản không cách nào phát lại. Có những việc, cho dù bạn có nỗ lực đến đâu, không thể quay trở lại. Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải yêu, chẳng phải hận, mà là người thân quen dần dần trở thành xa lạ. Bức thư số 5. Rất nhiều lần khi bạn đã nỗ lực phấn đấu hết mình nhưng không thể đạt được kết quả như mong muốn, tuyệt đối không phải do bạn không xứng đáng mà là cơ hội vẫn chưa tới. Điều bạn cần chính là cắn chặt răng, tiếp tục kiên trì nỗ lực, chỉ như vậy mà thôi. Bức thư số 6. Cái được gọi là kỳ tích thực ra là như thế này. Kỳ tích không phải là thứ ông trời ban cho một người vốn chẳng xứng đáng có được nó, mà là sự khen thưởng đang thong dong tìm tới một người chăm chỉ. Nó chỉ đến muộn một chút mà thôi, chứ tuyệt đối không vắng mặt. Bức thư số 7. Miyazaki Hayao từng nói trong phim của mình: "Tôi luôn tin tưởng trên thế giới này nhất định có một cái tôi khác, làm những việc tôi không dám làm." Bức thư số 11. Thật ra, phấn đấu chính là mỗi ngày đều sống nghiêm túc. Mỗi việc dù nhỏ cũng phải làm tốt, không dây dưa lề mề, không oán thán, không đùn đẩy trách nhiệm, không lười biếng trốn tránh. Nỗ lực từng ngày mới có thể hội tụ được tất cả sự dũng cảm, giúp bạn kiên trì, dẫn bạn đến nơi mà bạn muốn. Bức thư số 12. Trong những năm tháng cuộc đời, người nào cố gắng nhất, nhất định sẽ thoát kén thành bướm. Bạn phải tin rằng, có một ngày, bản thân sẽ phá kén thoát ra, trưởng thành hoàn mỹ hơn cả sự mong đợi của mọi người. Nhưng quá trình này vốn vô cùng gian khổ vất vả, có lúc sẽ cảm thấy nản lòng chuồn bước. Đối mặt với sự thật tàn khốc, bạn cảm thấy bản thân vô cùng nhỏ bé, yếu đuối, nhưng đó chính là một phần của cuộc sống. Làm tốt những gì của hiện tại, sau đó tất cả sẽ dẫn đến tốt hơn. Bức thư số 13. Trước khi trở thành một người thành công,
khó tránh khỏi có giai đoạn ảm đạm tâm tối. Lúc đó, bạn đừng có sợ hãi, cũng đừng thoái chí, chỉ cần nỗ lực từng bước tiến đến mục tiêu đã định. Sau đó kiên trì cố gắng hơn. Thời gian qua đi, nhất định bạn sẽ vượt qua được chính mình. Bức thư số 14. Mỗi một người ưu tú đều từng có một giai đoạn trầm lặng, không ca thán, không trách cứ, không ngừng nỗ lực, chịu đựng sự cô đơn và lạnh lẽo trong đêm tối, luôn tin rằng bông hoa đẹp nhất cũng có thể bùng nở vào lúc tối tăm. Bức thư số 15. Bạn bây giờ vẫn còn rất trẻ, nhất định đừng vì quần áo của mình không bằng người khác, túi không phải hàng hiệu hoặc tiền trong thẻ ngân hàng không đến 5 con số liền cảm thấy bất an. Mỗi người đều đến thế giới này giống nhau, bản thân bạn mới là gốc rễ. Muốn thay đổi cuộc đời, đầu tiên phải thay đổi chính mình. Bức thư số 16. Trời sinh bạn đã có rất nhiều may mắn, nhưng cũng chẳng thể đảm bảo rằng cuộc sống của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió, càng không thể đảm bảo bạn sẽ mãi chắc thắng trong ván cờ cuộc đời. Để cuộc đời có được một ván cờ hay, phải dựa vào chính mình, thận trọng từng bước đánh, nỗ lực tranh đấu. Bức thư số 17. Mọi sự thành công đều xuất phát từ nỗ lực, tiến bước không mệt mỏi. Tất cả hạnh phúc đều đến từ sự phấn đấu và kiên trì ở những việc bình thường nhất. Bạn không có cách nào tìm được đường tắt. Bức thư số 18. Khi người khác thức đêm làm việc, bạn ngủ. Buổi sáng khi người khác đã thức dậy, bạn vẫn còn đang tranh thủ ngủ nướng thêm mấy phút. Bạn có rất nhiều ý tưởng, nhưng chỉ xuất nổi một hồi trong đầu rồi thôi. Người khác Bức thư số 21. Nỗ lực của hôm nay là khởi đầu của mọi may mắn, công sức của hiện tại là hoa nở của ngày mai. Bức thư số 22. Bất kể đêm trước trải qua đau khổ, khóc không thành tiếng như thế nào, sáng hôm sau tỉnh dậy, người trong thành phố vẫn không ngừng bận rộn vội vã. Vui hay không, chốn thành thị phồn hoa không rảnh rỗi chờ đợi bạn. Bạn chỉ có thể khắc ghi trong lòng hoặc lãng quên, chạm rừng từng yêu hoặc từng hận trên con đường đời của bạn. Ngày tháng đó, bạn bán mạng cố gắng nhưng không cảm nhận được hy vọng. Tất cả rồi sẽ qua đi. Bức thư số 23. Tôi không dám nghỉ ngơi vì tôi không có tiền tiết kiệm. Tôi không dám kêu mệt vì tôi chưa thành công. Tôi không dám lười biếng vì tôi vẫn muốn sống. Tôi có thể từ bỏ lựa chọn, nhưng tôi không thể lựa chọn từ bỏ. Cho nên, kiên cường, chăm chỉ, nỗ lực là lựa chọn duy nhất của tôi. Bức thư số 24. Mỗi người trước khi trở nên xuất sắc đều trải qua quá trình khổ luyện. Có thể vì học hành, sự nghiệp, tình cảm mà phải rời xa gia đình, đến một thành phố xa lạ sinh sống. Khi mệt mỏi, bạn hãy nghĩ đến bố mẹ, vì bạn mà vất vả làm việc. Đây chính là lý do bắt buộc để bạn tiếp tục kiên cường. Bức thư số 25. Xã hội này vô cùng hiện thực. Khi bạn không có thực lực, mọi người sẽ nhìn vẻ bề ngoài của bạn. Cho nên, khi bạn không có hình thức, thì càng phải nỗ lực phấn đấu để gia tăng thực lực. Nếu cả hình thức lẫn thực lực đều không có, mọi người sẽ chỉ có thể nói bạn tạm biệt. Bức thư số 26. Mua được thứ mà bản thân thích, đến được nơi mà mình muốn. Đừng vì người bên cạnh đến hoặc rời đi mà tổn hại đến chất lượng cuộc sống. Hãy vì được tiêu tiền của chính mình mà mạnh mẽ hơn. Đây chính là nguyên nhân bạn phải cố gắng. Bức thư số 27. Không ai cùng bạn đi hết cuộc đời này,
Cho nên bạn phải thích ứng với sự cô độc. Cũng không ai giúp bạn cả đời. Vì vậy bạn phải luôn phấn đấu. Bức thư số 28. Mỗi sáng thức dậy, hãy tự cho mình một mục tiêu. Hôm nay phải tốt hơn hôm qua. Kiên trì từng ngày, nhất định có thu hoạch. Bức thư số 29. Hãy bình tâm làm những việc mình nên làm. Phải nỗ lực thật nhiều. Đôi khi, sau khi phấn đấu hết mình, bạn sẽ phát hiện bản thân xuất sắc hơn cả những gì mà mình tưởng tượng. Bức thư số 30. Âm thầm nỗ lực, đợi đến khi trở nên lợi hại, bất ngờ xuất hiện trước mặt người khác, trước những người coi thường bạn, khiến họ phải giật mình kinh ngạc. Đó chính là mục tiêu của bạn cần phải thực hiện ngay bây giờ. Bức thư số 31. Sự cố gắng của bạn có lẽ sẽ có người mỉa mai. Sự cố chấp của bạn có lẽ không ai hiểu được. Bạn trong mắt người khác có lẽ là một kẻ ngốc. Nhưng trong lòng bạn, bạn chính là nữ vương. Bức thư số 32. Mặc dù tôi không có tài năng hơn người, cũng không giàu có, nhưng tôi có nhiệt huyết đam mê, có thái độ lạc quan với cuộc sống. Vì tôi tin chỉ cần nỗ lực, tất cả đều có thể. Bức thư số 33. Đôi khi cố gắng một chút là để bản thân có thêm tư cách, không phải làm những việc mình không thích. Vì để khi gặp được người mình thích, sẽ không vì bản thân chưa đủ tốt mà không giữ được đối phương. Cũng là để tránh phải những ngày xa cách bạn bè, không cùng thế giới với họ. Cuối cùng là để nhìn rõ chính mình có thể đi được đến đâu, làm được những gì. Bức thư 34. Thành công là men rượu hảo hạng, đừng lơi lỏng tinh thần theo đuổi. Thể hiện tốt vai diễn của bạn, làm tròn trách nhiệm trong mọi. Bức thư số 41. Bạn siêng năng cần cù, chăm chỉ nỗ lực làm việc. Bạn giữ gìn sức khỏe, luôn tươi cười với mọi người. Những điều này không phải vì lấy lòng ai khác, mà là để bản thân hấp dẫn, rọi sáng trái tim mình, nói với chính mình rằng tôi là một người độc lập, mạnh mẽ. Bức thư số 42. Nỗ lực hết mình, chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất, vậy sẽ không sợ hãi, bỏ ra nhiều công sức. Nhưng không quá kỳ vọng, vậy sẽ không buồn lòng. Mơ một giấc mộng đẹp, sống cuộc sống hiện thực, vậy sẽ không vô vị. Cuộc sống chuẩn bị như thế nào thì hãy ứng đối thế đấy. Bức thư số 43. Bạn trúng một mũi tên từ phía sau lưng, chứng tỏ bạn đi trước họ. Bạn bị họ làm tổn thương, rõ ràng bạn đi chưa đủ xa, vẫn còn nằm trong tầm ngắm của họ. Cho nên đừng dừng lại để giải thích. Cách duy nhất để chứng minh người khác có thành kiến và bản thân mình đúng chính là phải nỗ lực tiến về phía trước, bình tĩnh mà ung dung. Bức thư số 44. Sự trưởng thành của một người không thể hiện ở việc người đó gặt hái được bao nhiêu thành công, mà là khi đối mặt với người và việc khiến mình không hài lòng thì không hồ theo cũng không chống đối, chỉ cười nhạt mà đối diện. Khi trong lòng có thể tiếp nhận rất nhiều sự việc không mong muốn, bản thân liền có chứng khí. Bức thư số 45. Mỗi ngày nỗ lực thêm một chút, không vì thứ gì khác, chỉ là để sau này bạn sẽ có thêm nhiều lựa chọn. Lựa chọn ngày tháng tự do tự tại, lựa chọn người mà mình yêu thương. Bức thư số 46. Mỗi ngày đều có thói quen thức rất khuya, thường xuyên ngồi thở thẫn, làm gì cũng không có động lực kiên trì.
hôm nay nhắc nhở bản thân ngày mai phải cố gắng, ngày mai thức dậy lại giống như ngày hôm qua. Bạn không cách nào chấp nhận mình của hiện tại, nhưng không có nghị lực thay đổi. Càng quen rồi, tất cả càng tồi tệ hơn. Mọi sự bất lực đa phần là vì bạn chưa từng cố gắng. Bức thư số 47. Bạn có thể phát hỏa nhưng cũng phải phát quang. Bạn có thể phát tiết nhưng cũng phải phát phẫn. Bức thư số 48. Bạn phải vì bản thân có một trái tim như thế này để mà kiêu ngạo. Dù nó từng bị trêu đùa, bẩn cợt, từng bị thiêu đốt, từng bị làm cho tan nát, nhưng vẫn nỗ lực làm việc. Bức thư số 49. Chúng ta đều dựa theo phương thức cố gắng của bản thân để sống 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi. Trong hoàn cảnh và tâm tình không giống nhau, những thứ lĩnh hội được đều sẽ thay đổi. Không có ai tốt ai xấu, đó chính là trưởng thành. Chúng ta từng trải qua vô số lựa chọn, đến cuối cùng mỗi người đều có số mệnh của riêng mình. Bức thư số 50. Hãy tin rằng rồi ai cũng sẽ đến được nơi cần đến, chỉ cần chúng ta từng cố gắng. Cho nên mỗi ngày hãy yêu bản thân hơn, hãy hướng đến mục tiêu mà mình đã định mà thẳng tiến. Bức thư số 51. Sự nỗ lực hết mình ở hiện tại chẳng qua là để bản thân những ngày tháng sau này dễ dàng có được thứ mình muốn. Bức thư số 52. Nếu bản thân không tận lực thì không có tư cách để chê trách người khác. Mở miệng than trách rất dễ, nhưng người âm thầm cố gắng mới đáng để trân trọng. Bức thư số 53. Không ai quan tâm bạn bỏ ra bao nhiêu công sức và kìm nén mệt mỏi hay không, ngã có đau không. Họ chỉ xem cuối cùng bạn đứng ở vị trí nào, sau đó ngưỡng mộ hoặc khinh thường. Bức thư số 54. Vừa nhìn liền ưng ý bộ quần áo mà bạn không thể mua nổi. Vừa nhìn đã động lòng với người sẽ không bao giờ thích bạn. Thứ bạn thật sự thích sẽ không dễ dàng có được. Đó chính là lý do để bạn nỗ lực. Bức thư số 55. Bất cứ sự việc nào không phải đều chỉ có một kết quả. Những cơ hội này. Bức thư số 61. Những người mạnh mẽ luôn có một quãng thời gian trầm lặng. Lúc đó, họ bỏ ra rất nhiều công sức, chịu đựng cô đơn lạnh lẽo, không oán trách, không than khổ. Sau này khi nhắc đến, ngay cả bản thân họ cũng cảm động bởi những ngày tháng âm thầm đó. Bức thư số 62. Bạn không quá thông minh, không dậy sớm hơn người khác. Đã ngủ muộn còn ngủ trưa, ngủ trưa lại mãi không chịu dậy. Trong lúc ngủ, vẫn không ngừng băn khoăn tự nhủ, hôm nay hãy chơi thật sảng khoái, ngày mai mới bắt đầu nỗ lực. Đôi khi điều đáng sợ nhất không phải việc trên đường bạn đi chậm hơn người khác mấy bước, mà để trái tim hăng hái muốn theo đuổi ước mơ cũng không có. Bức thư số 63. Bạn không thể không ép bản thân phải trở nên ưu tú hơn, bởi đằng sau bạn có rất nhiều người hèn hạ đang chờ câu chuyện để cười về bạn. Cho nên phải đối xử với bản thân khắc nghiệt hơn một chút, ép mình phải nỗ lực hơn nữa. Các bạn đang nghe chuyện trên sau, kênh audio. Bạn sẽ cảm ơn sự khắc nghiệt đó. Like và subscribe bản thân hôm nay sau để biến tự ti. Chúc bạn hãy sống nhiệt tình trong thế giới vô tình này. Bức thư số 64. Chỉ có nỗ lực hết mình, chăm chỉ kiếm tiền thì mới nuôi được cái dạ dày thích ăn, một trái tim thích đi chơi và thói quen dạo phố mua sắm của bạn. Một mình xuôi ngược vẫn có thể sống tốt. Bức thư số 65. Con đường đi đến thành công không thể lúc nào cũng bằng phẳng. Bất luận bạn gặp phải khó khăn cản trở đến đâu, cũng đừng quên bản thân luôn phải hướng về phía trước, từng bước tiến đến mục tiêu. Trên con đường bao gặp gành trong gai ấy, hãy luôn ngẩng đầu để nghênh đón. Bức thư số 66.
Bạn không thể quyết định mặt trời mấy giờ mọc, nhưng có thể quyết định bản thân mấy giờ thức dậy. Bạn không thể khống chế được độ dài của sinh mệnh, nhưng có thể tăng thêm nhiều chiều rộng của nó. Đừng bao giờ đố kỵ với thành công của người khác. Có lúc bạn không nhìn thấy họ đã đổ bao nhiêu mồ hôi mà bạn không thể tưởng tượng được đâu. So với ngưỡng mộ, chi bằng hãy phấn đấu. Bức thư số 67. Lý do để từ bỏ có rất nhiều, nhưng lý do để nỗ lực phấn đấu chỉ có một. Đó chính là để bản thân có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Bức thư số 68. Hiện thực sẽ nói với bạn, không cố gắng thì sẽ bị cuộc sống trả đạp không ngóc đầu lên được. Không cần phải tìm bất cứ lời biện minh nào, hai bàn tay trắng chính là lý do cho tất cả. Bức thư số 69. Việc khiến con người cảm thấy vui vẻ nhất chính là trải qua bao cố gắng, tất cả mọi thứ đang dần trở thành điều bạn muốn. Bức thư số 70. Nếu hôm nay bạn không cố gắng, ngày mai cũng vậy. Vậy cuộc đời của bạn chỉ đang lặp lại một cách vô nghĩa mà thôi. Bức thư số 71. Nhớ phải dậy sớm, nỗ lực đuổi theo tia nắng đầu tiên, đó gọi là dũng cảm. Cho dù có bao nhiêu diễu điều và gồm xiềng, bao nhiêu áp lực từ ngoại cảnh, cũng đừng để ý kiến của người khác chi phối tiếng nói của lòng mình. Dù có sai lầm trở ngại, thất bại thảm hại, cũng đừng sợ hãi. Bức thư số 72. Ý nghĩa của nỗ lực là gì? Là để nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, là được tự do lựa chọn cơ hội trong cuộc đời, là vì sau này không phải cúi đầu trước những người mình không thích, và còn là để khi người mình thích xuất hiện, bản thân chẳng đến nỗi phải tự ti không ngẩng đầu nổi, mà tràn đầy tự tin, mạnh dạn thẳng thắn nói: tôi biết bạn rất tốt, nhưng tôi không hề không kém. Bức thư số 73. Nỗ lực khiến ánh mặt trời của hôm qua chiếu sáng cuộc sống hôm nay. Trái tim sẽ mách bảo thời khắc mỉm cười đã tới, khiến lạnh lẽo trở thành ấm áp. Bất luận thượng đế đối xử với bạn như thế nào cũng đừng oán trách. Tất cả những gì bạn có bây giờ đều là tốt nhất. Bức thư số 74. Khả năng trở bằng quyết định giới hạn cao nhất bạn có thể đạt được. Mức độ cố gắng quyết định giới hạn thấp nhất bạn có thể đạt được. Đối với sự cố gắng ở mức thấp của đại đa số mọi người, còn xa mới đuổi kịp được bước đi của thiên tài. Bức thư số 75. Dùng cố gắng của bản thân để đổi lấy thành công, và thành công đó sẽ như một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt những kẻ trước đây từng coi thường bạn. Muốn mạnh bao nhiêu cũng được, muốn sảng khoái thế nào cũng có. Bức thư số 76. Bậc nghỉ ở cầu thang thật ra không phải dùng để nghỉ chân, nó chỉ khiến chân của mọi người giãn dần giãn cốt một chút để đôi chân đó được khả năng tiếp tục cố gắng leo cao. Bức thư số 77. May mắn là phần thưởng đi kèm của cố gắng, không trải qua quá trình tích lũy thực sự. Từ thực lực của ban đầu thì dù có may mắn bạn cũng không nắm giữ được. Thứ thượng đế ban cho mỗi người giống nhau, nhưng sự chuẩn bị của mỗi người lại khác nhau. Đừng ngưỡng mộ những người gặp được nhiều may mắn, hãy thật cố gắng rồi may mắn cũng sẽ mỉm cười với bạn. Bức thư số 78. Trên đời này không có cuộc sống của ai dễ dàng hơn ai cả, chỉ khác là có người đang kêu trời than đất thì có người đang âm thầm nỗ lực phấn đấu mà thôi. Bức thư số 79. Sự lười biếng có thể hủy hoại một người, sự cần cù có thể thúc đẩy một người. Đừng ngồi đợi mặt trời xuống núi rồi mới nói với bản thân những câu như giá lúc đầu, nếu như, giá như. Đừng vì người khác, hãy vì mục tiêu trở thành một người, đến chính bản thân mình cũng phải ngưỡng mộ. Bức thư số 80. Vì không có ai xứng đáng để bạn lựa dựa vào, cho nên bắt buộc phải cố gắng. Để bản thân của 10 năm, 20 năm, 50 năm sau phải cảm ơn bản thân hôm nay đã dám đứng ra gánh vác trách nhiệm, không bỏ chạy để lựa chọn sự an nhàn.
Vô thư số 81. Lời muốn nói nhưng không dám nói, lâu dần tự nhiên trong lòng sẽ nợn trĩu. Việc muốn làm, cứ lần nữa không làm, lâu rồi tự nhiên áp lực sẽ nặng thêm. Khi trì hoãn trở thành thói quen, trạng thái mệt mỏi mất tinh thần cũng trở nên thường trực. Bức thư số 82. Làm người, đừng mang một trái tim yếu ớt, vì không ai nợ bạn cả. Đừng trông chờ vào việc người khác phải đối xử với bạn thế nào. So với việc chờ đợi, sự hy vọng đối đãi đặc biệt từ người khác chỉ bằng hãy nghiêm túc thay đổi bản thân, trở thành một người khác mạnh mẽ. Bức thư số 83. Không gieo hạt làm sao thu hoạch, không có khổ luyện làm gì có thành công, không trải qua khó khăn sao tới ngày vinh quang, không có thất bại sao có huy hoàng. Bức thư 84. Khi thích cảm giác được dạo bước trên đường, bạn sẽ phát hiện bản thân khống chế được niềm hưng phấn, cho dù đôi chân đã mỏi nhừ cũng chẳng ảnh hưởng gì. Bức thư số 85. Ai nói bạn chỉ có thể mãi như thế này mà thôi? Ai nói bạn vĩnh viễn không thay đổi được? Không, không, chỉ cần bạn muốn, sinh mệnh có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Chỉ là sự thay đổi đó cần bạn quyết tâm, kiên trì bỏ ra rất nhiều nỗ lực. Chỉ có bản thân bạn mới biết mình muốn thay đổi điều gì, mới có thể cam tâm tình nguyện thực hiện. Bức thư số 86. Cảnh sát đẹp nhất của đời người nên là sự cố gắng. Cố gắng là một trạng thái tinh thần của cuộc đời, là cảm xúc ban sơ của sinh mệnh. Là một người cố gắng, có thể nói đó là mục tiêu thực tế nhất của cuộc đời. Bức thư số 87. Sẽ có những ngày gió to mưa lớn, trời đất âm u, người có chút mệt mỏi, nhưng đá dưới chân vẫn còn rất nhiều. Có lẽ không biết làm thế nào để bản thân an nhiên vượt qua quãng đường này, nhưng chỉ cần bạn muốn bước tiếp thì cuối cùng mọi sự sẽ như mây khói thoảng qua mà thôi. Bức thư số 88. Cho dù bây giờ bạn mơ hồ thế nào, trải qua bao nhiêu gian khó mệt mỏi, nhưng hãy tin rằng trong cuộc đời có những quãng đường bạn bắt buộc một mình phải đi hết, cho nên xin đừng từ bỏ hy vọng, vứt bỏ bản thân, dù khó khăn đến đâu cũng phải cố gắng. Bức thư số 89. Một sự việc cho dù ban đầu bạn quyết tâm đến thế nào, nhưng chưa đi đến kết quả cuối cùng thì không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cho nên, so với lo lắng, chi bằng hãy chăm chỉ cố gắng. Hãy vứt bỏ sự chần chừ lưỡng lự của bạn. Nó chỉ làm lãng phí thời gian. Hãy buông bỏ mọi sự lo lắng, sợ hãi. Nó chỉ khiến bạn phân tâm. Thứ bạn có thể làm là tin tưởng chính mình, cố gắng hết sức để thực hiện. Bức thư số 90. Nếu bản thân không thay đổi, một năm tới cũng chỉ là lặp lại của năm cũ. Nơi muốn đi, vẫn chưa đi. Muốn yêu đương nhưng chưa tỏ tình. Việc muốn làm nhưng tay chân chưa buồn động đậy. Lịch trên tường từng tờ lật qua. Thời gian dần dần trôi, còn bạn vẫn nằm ngủ ở nguyên đó. Chờ đợi cũng được, mơ hồ cũng không sao. Nhưng đừng ngồi yên một chỗ. Nếu bạn không hành động, năm mới cũng không đại diện cho sự khởi đầu mới. Chỉ cần bạn hạ quyết tâm, mỗi ngày đều là một khởi đầu mới. Bức thư số 91. Bất luận hôm nay bạn phải đối mặt với điều gì, đã đi đến được bước này, hãy kiên trì bước tiếp. Cho bản thân thêm khẳng định, bạn so với tưởng tượng của chính mình phải kiên cường hơn. Bức thư số 92. 10 năm trước, những người quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bố mẹ mà đối đãi với bạn. 10 năm sau, những người xung quanh bạn sẽ dựa vào thu nhập của bạn để đối đãi với bố mẹ và con cái của bạn. Đây chính là cách đối xử giữa người với người. Cho nên, ngoài việc phải nỗ lực, bạn không còn lựa chọn nào khác. Bức thư số 93. Mỗi con đường đã đi qua đều có những lý do riêng của sự gian nan của nó. Mỗi con đường cần phải tiếp tục tiến bước sẽ có những phương hướng lựa chọn không giống nhau. Bức thư số 94. Nếu không biết tranh thủ tận dụng thời gian kiến tạo cuộc sống mà bản thân muốn có được, cuối cùng bạn sẽ mất rất nhiều thời gian, công sự ứng phó với cuộc sống mà bản thân không mong muốn. Bức thư số 95.
Hãy cho mỗi sự phiền muộn một kỳ hạn. Trong kỳ hạn cho phép, cố gắng tận lực giải quyết. Thời gian còn lại, hãy để bản thân được vui vẻ. Bức thư số 96. Sống, đừng dựa vào nước mắt để có được sự đồng tình. Hãy dựa vào mồ hôi để giành lấy tiếng vỗ tay mừng chiến thắng. Bức thư số 97. Bạn hôm nay dám làm những việc mà người khác không dám, ngày mai mới có thể có được những thứ mà người khác không có. Trên con đường thành công, chỉ có nỗ lực phấn đấu mới có thể cho bạn đáp án và cảm giác an toàn nhất. Bức thư số 98. Mọi sự nỗ lực không vì khiến người khác cảm thấy bạn thật giỏi mà là để có thể khiến bản thân coi trọng chính mình. Bức thư số 99. Trong cuộc sống của chúng ta, những tháng ngày khiến con người cảm động nhất luôn là những tháng ngày vì mục tiêu mà toàn tâm toàn ý nỗ lực phấn đấu. Cho dù nó bé nhỏ nhưng cũng đáng để chúng ta kiêu ngạo, vì có số mục tiêu bé nhỏ gom nhặt tích lũy lại có thể đúc lên thành công vĩ đại. Kim tự tháp được ghép thành từ nhiều đá khối, mỗi khối đá đều rất đơn giản, nhưng kim tự tháp lại hùng vĩ và vĩ hằng. Bức thư số 100. Tin tưởng sự kiên cường của bản thân, nhưng đừng cự tuyệt những giọt nước mắt. Tin tưởng sự tốt đẹp của vật chất, nhưng đừng dựa dẫm vào nó cả đời. Tin tưởng sự chân thành giữa người với người, nhưng đừng vội chỉ trích sự giả dối. Tin tưởng mọi cố gắng sẽ đi đến thành công, nhưng đừng trốn tránh chạy để chạy đi khỏi thất bại. Bức thư số 101. Hãy cố gắng để sau này có thể cho bản thân những thứ mình muốn. Bức thư số 102. Bạn nên đối xử với chính mình nghiêm khắc một chút, ép bản thân phải cố gắng, rồi 5 năm qua đi, bạn sẽ cảm ơn sự nghiêm khắc đó và căm hận bản thân hôm nay sao lại lười biếng tự ti. Bức thư số 103. Điều tốt đẹp thường xuất hiện vào lúc bạn không để ý nhất. Vậy, điều chúng ta cần làm chính là ấp ủ hy vọng để nỗ lực phấn đấu, chờ đến ngày điều tuyệt vời xuất hiện. Bức thư số 104. Bạn quá nhàn rỗi nên mới có thời gian để ý những việc vô nghĩa, đôi khi không bệnh mà than. Hãy nhìn những người luôn bận rộn, thời gian của họ đều dùng để nỗ lực cố gắng. Bức thư số 105. Khoác lác, khoe khoang sẽ biến thành cái bạt tai rất kêu trên chính mặt mình hoặc coi thường mình. Bức thư số 106. Oán trách, than phiền là một điều cực kỳ vô nghĩa. Nếu thực tại xung quanh khiến bạn thật sự không chịu nổi, vậy hãy âm thầm nỗ lực, nâng cao bản lĩnh, sau đó thoát khỏi nó. Bức thư số 107. Thành công thật ra chỉ mỏng như một tờ giấy. Trải qua rồi bạn mới hiểu. Nhưng trước khi có được điều đó, nó thật sự vô cùng xa vời. Rất nhiều người gục ngã. Bước thứ 99. Sau 99 bước, bước tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn nhiều. Bức thư số 108. Làm người, chỉ số EQ và IQ cao hay không quan trọng, nhưng nhân cách nhất định phải lớn. Nói thẳng ra, bạn có thể không thông minh, cũng chẳng biết xã giao, nhưng nhất định phải có nghĩa khí. Bức thư số 109. Nếu chút xíu gập ghềnh đã làm bạn nhục chí, một hai câu nói xấu liền khiến bạn đắn đo suy nghĩ, hở ra là ghen ghét đố kỵ với người khác, vậy thì nhân cách của bạn thật quá nhỏ mọn. Làm người có nghĩa khí nhất định sẽ gặt được nhiều thành công, vì trong lòng có hoài bão, đó chính là tín hiệu của sự thành công. Bức thư số 110.
Thật ra, buông bỏ được chính là mặc dù chúng ta không ở bên nhau, nhưng tôi vẫn có thể sống vui vẻ. Cảm ơn quãng thời gian tươi đẹp có bạn trong ký ức. Cũng cảm ơn bản thân hiện tại đã nỗ lực để trở nên tốt hơn. Bức thư số 111. Hãy để bản thân bận rộn đến độ không có thời gian suy nghĩ tới những việc vô nghĩa không liên quan. Rất nhiều việc cứ thế âm thầm bị lãng quên. Thời gian chưa chắc đã chứng minh được điều gì, nhưng nó có thể nhìn thấu được nhiều thứ. Kiên định tin tưởng lựa chọn của bản thân, không dao động, mạnh mẽ tiến bước, ngày mai sẽ tốt đẹp hơn. Bức thư số 112. Mong bạn sớm học được nghề gặp bi kịch thì diễn, quen với vật đổi sao rời. Suy cho cùng, không phải ai cũng ngây thơ, dễ dàng động tấm chân tình giống bạn. Bức thư số 113. Có một vài thứ không phải càng thâm sâu càng tốt, nên vừa phải đúng độ. Lời thâm ý có thể cùng với câu chữ bình đạm giản đơn để biểu đạt, dặm dài đường xa có thể từ ngữ vững bước. Bức thư số 113. Có một vài thứ không phải càng thâm sâu càng tốt, nên vừa phải đúng độ. Lời thâm ý sâu có thể dùng câu chữ bình đạm giản đơn để biểu đạt, dặm dài đường xa có thể từ từ vững bước. Mong bạn trở thành phiên bản hoàn hảo nhất. Bản thân hãy cố gắng tiến bộ từng chút một. Mỗi ngày hãy cho chính mình thêm chút hy vọng. Thế giới rộng lớn ngoài kia cũng sẽ vì sự cố gắng của bạn mà dẫn đến tốt đẹp hơn nữa. Có lẽ chúng ta chưa phải người tốt nhất, nhưng chúng ta có thể trở thành cái tôi tốt hơn. Bức thư thứ 114. Hy vọng duy nhất khiến bạn kiên cường chính là đừng bao giờ buông bỏ dũng khí. Mỗi người đều phải tự một mình đi chặng đường của mình. Chỉ biết bỏ bạn với ánh trăng hoặc lòng dần nguội lạnh. Nhưng chúng ta không thể vì đã đi quá xa mà quên mất lý do vì sao ban đầu lại xuất phát. Vượt qua núi cao biển rộng, trải qua cô đơn vắng lặng, chiến thắng sự phủ định của người khác. Khi lần nữa quay đầu mới nhớ, chắc chắn lòng sẽ càng thêm ấm áp. Bức thư số 115. Một người nếu không nghiêm khắc với chính mình, vậy sẽ vĩnh viễn chẳng thể biết được bản thân có bao nhiêu điểm xuất sắc. Mỗi người đều có khả năng tiềm ẩn riêng. Khi đối mặt với áp lực, phải tin tưởng bản thân có thể xử lý tốt. Cần biết rằng người mạnh mẽ trong cuộc sống không phải là người không có nước mắt, mà mắt họ chứa đựng những giọt lệ nóng bỏng nhưng vẫn không ngừng chạy về phía trước. Bức thư số 116. Ý nghĩa thật sự của một mình chính là quãng thời gian 4-5 năm sau khi tốt nghiệp, lúc đó không có người nhà, bạn học, cũng không có người yêu bầu bạn. Cảm giác vô cùng cô đơn đau khổ. Thời gian trôi qua chậm chạp, tinh thần không nơi gửi gắm. Nhưng bạn phải biết rằng, đó là những năm tháng độc nhất vô nhị trong cuộc đời. Có ý nghĩa vô cùng đặc biệt vì bạn đã học được cách nghĩ độc lập, tự chủ quyết đoán, ẩn nhẫn và kiềm chế. Bức thư số 121. Phùng Luân từng nói rằng, sự vĩ đại đều do tôi luyện mà thành. Vì sao lại dùng từ tôi luyện? Vì người bình thường không chịu nổi sự tủi thân oan ức thì bạn phải chịu. Người bình thường cần người khác động viên an ủi, nhưng bạn không có. Người bình thường dùng thái độ tiêu cực để giải tỏa nỗi buồn, nhưng bạn bắt buộc phải nhìn thấy tình yêu và ánh sáng. Trong bất cứ sự việc nào đều phải học cách tự mình giải quyết. Người bình thường cần một bờ vai khi yếu đuối, nhưng bạn lại là bờ vai để người khác dựa vào. Bức thư số 122. Tại cuộc đời này, chẳng ai có thể được tất cả mọi người tiếp nhận. Sẽ luôn có người vì vô vàn lý do mà hướng ánh mắt căm thù về phía bạn. Hận không thể lật đổ bạn bất kỳ lúc nào. Hãy biến nơi làm việc thành đấu trường cùng họ ở tranh tài cao thấp, hoặc bạn sẽ cố gắng lấy lòng họ. Hãy bình tâm suy xét,
Trước tiên, phải làm tốt việc mình cần làm để bản thân có đủ khả năng coi khinh những sự khiêu khích đó. Bước thứ số 123. Bạn không cách nào thỏa mãn được ánh mắt của tất cả mọi người. Cách tốt nhất là ai không coi trọng bạn, bạn đừng để ý đến người ta. Vì một hai câu nói của người ta mà thay đổi cách nhìn về chính mình, bản thân thế nào thì cứ tiếp tục như thế. Sự cố gắng của bạn chỉ vì chính bạn mà thôi. Bước thứ số 124. Cuộc sống vốn không phải là quá trình biến đổi thành bạn. Chúng ta không cách nào chạy trốn được khỏi sự tồn tại của kẻ địch, nhưng có thể biết khó mà tăng cường sức mạnh cho bản thân, đến cuối cùng khiến họ phải thừa nhận sự tồn tại của bạn có lý lẽ của riêng nó. Chỉ cần bạn đủ ưu tú, từ đáy lòng, mọi người trên thế gian này đều sẽ vỗ tay cổ vũ bạn. Bức thư số 125. Một đời dài dằng dặc, ai không từng trải qua những việc khiến bản thân buồn bã, khổ sở đau lòng đều là những cửa ải không cách nào tránh khỏi. Trải qua rồi, con người mới từ từ trưởng thành. Điều đáng sợ nhất là cứ dừng mãi ở quá khứ, mắc kẹt trong nỗi buồn, không tự thoát ra được. Thật ra như vậy, đa phần là do ý chí của bạn quá mềm yếu, nội tâm không đủ mạnh mẽ mà thôi. Bức thư số 126. Nhắm mắt lại, an tĩnh lắng nghe tiếng lòng. Người khác nghĩ gì chúng ta không khống chế được, người khác làm gì chúng ta không ép buộc được. Việc duy nhất có thể làm đó là tận tâm tận lực làm tốt việc của mình, đi con đường của mình, dựa theo nguyên tắc của mình, sống thật tốt. Cho dù người khác đối xử tệ bạc với bạn, thời gian cũng sẽ không bạc đãi bạn, cuộc đời càng không phụ bạn. Bức thư số 127. Đừng tự mình hùa theo mọi người, hãy dùng toàn lực tiến về phía trước. Đợi đến khi bạn lên được đỉnh cao sẽ phát hiện, thật ra đằng sau những người chỉ trích bạn còn có rất nhiều người yêu thương bạn, vì những người yêu thương bạn đa phần đều âm thầm và lặng lẽ. Bức thư số 128. Nếu bạn không đủ ưu tú, những mối quan hệ xã hội của bạn sẽ chẳng đắt giá. Đây không phải là Bức thư số 131. Tôi vĩnh viễn không đủ tốt, cũng không hoàn hảo. Nhưng vậy thì đã sao? Đây là tôi, có lúc vui, có lúc lại thương cảm. Có lúc hăm hở tiến bước, có lúc lại lười biếng. Có lúc kiên cường, có lúc lại yếu đuối. Có lúc bao dung, có lúc lại khinh thường. Nhưng tôi luôn đi trên con đường ngày càng tốt đẹp hơn. Bức thư số 132. Có bao nhiêu người yêu quý bạn, có lẽ sẽ có bấy nhiêu người ghét bạn. Nếu không ai ghét bạn, điều đó có nghĩa là bạn chẳng có gì đáng để học hỏi. Người có tính cách dứt khoát sẽ luôn phân biệt rõ ràng người ghét và người thích mình. Đây chính là nhân tính. Ưu tú đương nhiên sẽ dẫn đến đố kỵ ghen ghét. Việc bạn cần làm chính là tiếp tục tiến về phía trước. Nếu bạn dừng lại với mưu đồ chứng minh bản thân mình với họ, vậy bạn vừa đánh mất thứ thuộc về mình rồi. Bước thứ số 133. Khi bạn trở nên xinh đẹp, thì trong túi để tự thân nỗ lực kiếm ra, bạn sẽ đột nhiên lĩnh hội được, lúc đó làm gì có thời gian mà suy tính thiệt hơn, đoán giả đoán non, càng chẳng có thời gian phỏng đoán suy nghĩ của người khác. Không mơ hồ, không ỉ lại, có tự tôn, đó chính là sức mạnh của bạn. Nếu bạn nở hoa, bươm bướm tự đến, nếu bạn xuất sắc, trời tự an bài. Bước thứ số 134. Đến một độ tuổi nhất định, cần phải học được cách kiệm lời. Mỗi câu nói đều phải hữu dụng, có trọng lượng, vui buồn không thể hiện trên nét mặt. Gặp đại sự thì thản nhiên, có giới hạn của riêng mình. Bước thứ số 135. Mỗi ngày hãy tự nói với mình phải cố gắng khống chế cảm xúc, không buông lời phàn nàn, cẩn trọng lời ăn tiếng nói và việc làm. Đây không phải là biến mình trở nên nhu nhược và không có cá tính, mà là đang từ từ nâng cao bản thân mình. Trong mọi sự, không dùng ác ý để phỏng đoán, không tư lợi, không coi nhẹ mình, cũng không buông lời xem pha. Đây chính là yêu cầu cơ bản nhất đối với bản thân. Bước thứ số 136. Có một ngày bạn sẽ hiểu ra, làm người không thể quá lương thiện, vì người ta chỉ thích bắt nạt những người yếu đuối. Nếu tất cả mọi việc đều quá độ lượng và bao dung, người khác sẽ không vì thế mà cảm kích bạn. Có lúc cũng nên nóng nảy đôi chút, đối xử với một số người thật sự không thể quá dịu dàng và nhẫn nại, vì như thế sẽ khiến chúng ta mất đi giá trị và sự tự tôn của bản thân.
quả lương thiện cũng là một loại ngốc nghếch. Bức thư số 137. Nhân sinh không cách nào hoàn mỹ, chúng ta tận lực là được. Mỗi người đều có cách nghĩ của riêng mình, tư tưởng, cách làm và lối sống khác biệt. Chúng ta không nhất thiết phải làm cho người khác làm theo ý của mình, ảnh hưởng đến họ, thậm chí công kích họ. Họ tốt, không ghen ghét đố kỵ. Họ nhỏ mọn, không trả thù. Họ không tốt, không đả kích, không khinh thường. Bức thư số 138. Khi một cái cây không còn phát triển cành lá xung xuê mà rễ của nó đâm sâu vào lòng đất, lúc đó nó mới thật sự có chiều sâu. Khi một cái cây không so bì khoảng cách giữa nó và bầu trời mà là đường kính bên trong rồi lớn mạnh, lúc đó nó mới thật sự đạt được độ. Bức thư số 141. Nếu bạn khóc, đối thủ của bạn sẽ cười. Nếu bạn cười, đối thủ của bạn sẽ khóc. Nhân sinh giống như chú chim nhỏ phẫn nộ. Mỗi lần bạn thất bại, luôn có kẻ trực chờ cười nhạo. Việc bạn cần làm chính là không đếm xỉa đến những lời chế giễu, tiếp sức cho bản thân, tự tin mỉm cười, làm tốt những việc nên làm. Hãy dũng cảm lên, mọi thứ thật sự không có gì ghê gớm cả. Bức thư số 142. Thời gian mang đến cho chúng ta không chỉ là sự tăng trưởng tuổi tác mà còn là sự từng trải. Là một cô gái có trí tuệ mang nét đẹp nội tâm, cởi mở tự nhiên, là một cô gái ấm áp dịu dàng, lạnh nóng tự biết, là một cô gái thông minh, nói điều nên nói, đừng suốt ngày hỏi những vấn đề không hợp với lứa tuổi, sẽ thể hiện rõ bản thân rất ấu trĩ. Bức thư số 143. Khi còn trẻ, chúng ta nhất định phải để bản thân có chút nếm trải, thử nghiệm một số thứ. Cho dù đối với bạn mà nói nó rất xa xỉ, cái giá phải trả vô cùng lớn thì vẫn nên thử. Tập gỡ mọi cảnh đời, chỉ có nếm trải và thử nghiệm, bạn mới có thể mở rộng được tầm nhìn, chống chọi lại cám dỗ, vừa có động lực vừa không đi sai được. Bức thư số 144. Người càng thâm sâu càng trầm tĩnh đơn giản, người càng nông cạn càng nóng nảy bất an. Con người đều cần phải trưởng thành đầu tiên, không phải là cơ thể mà là khí chất và trí tuệ trong ăn nói và cử chỉ. Con người thứ giả đầu tiên không phải là dung nhan mà là dũng khí bất chấp mọi thứ. Bức thư số 145. Khi bạn chưa thật sự lớn mạnh, bạn muốn có cơ hội nhỏ nhoi cũng không được. Khi bạn đã đủ lớn mạnh, trước mặt bạn sẽ có cả vạn cơ hội, bạn muốn ngăn lại cũng không được. Khi bạn đã đủ xuất sắc ưu tú, thứ bạn muốn đều chủ động tìm đến bạn. Bức thư số 146. Người thật sự có sức hấp dẫn không phải vì đối phương có ấn tượng tốt đẹp đầu tiên về bạn, mà là sau khi quen biết rất nhiều năm vẫn thích được ở bên cạnh bạn. Không phải vì bạn hấp dẫn ánh mắt đối phương trong chốc lát, mà là sau khi trở nên thân thiết, họ vẫn tán thưởng bạn. Càng không phải sau lần gặp đầu tiên nên có cảm giác hận vì gặp nhau quá muộn, mà là sau khi trải qua bể nương đau, từ tận đáy lòng họ có thể nói ra câu được quen bạn thật tốt. Bức thư số 147. Đời người chính là một quá trình không ngừng lựa chọn, không ngừng buông bỏ. Có buông bỏ mới có thể khiến sinh mệnh hữu hạn tỏa ra năng lượng tối đa. Không dũng cảm buông bỏ thì sẽ không có sự kiên trì ngoan cường. Buông bỏ là một loại thức tỉnh của trí tuệ, một sự hiện diện của tuệ căn, giống như bức thư số 151. Một người có nhân cách độc lập luôn biết cách chăm sóc tốt cho chính mình. Sau khi sắp xếp giải quyết thỏa đáng mọi việc, có thể nhiệt tình hưởng thụ cuộc sống. Thường sẽ không bộc lộ hết tâm can vì khổ nạn của bản thân tự bản thân có năng lực hóa giải. Vì nội tâm mạnh mẽ mà tự sinh ra một loại đồng cảm ấm áp, không bị ngôn luận con rẻ và tình cảm xúi dục, kiên trì không hối hận về phán đoán của chính mình. Bức thư số 152. Tự tôn là phẩm đức cao thượng, biết yêu thương bản thân là mức độ cao hơn của tự tôn. Tự tin là khởi nguồn cho thành công, tự lập là sự đảm bảo của thành công, tự cường là hy vọng của thành công. Mong bạn tự tôn, biết yêu thương bản thân, học được độc lập, tự tin, tự cường
vì thành công của tương lai mà tự hào. Bức thư số 153. Bạn hãy thử yêu thương một số người hơn, gắng đợi thêm vài năm, học được cách chung sống hòa thuận với sự cô đơn, sự cứng đầu, sự cố chấp cùng với sự yếu đuối và không hoàn hảo của bạn. Mọi người chỉ có thể hòa hợp với chính mình mới có thể bao dung hơn đối với thế giới này. Bức thư số 154. Đừng sống tự ti. Một số người quá tự ti luôn rất mẫn cảm. Người quá mẫn cảm luôn ưu buồn. Cách tốt nhất là lấy bản thân làm tiêu điểm. Khi bạn đủ lớn mạnh mới không cần để ý đến người khác. Bức thư số 155. Bạn sẽ không hề biết bản thân có bao nhiêu mạnh mẽ cho đến một ngày bạn phát hiện ra điểm tựa bên cạnh mình sụp đổ. Nhưng bạn không hề đổ theo. Không ai có thể xuống ngã bạn ngoài chính bạn. Bạn phải học được cách bịt tai mình lại, không nghe những âm thanh ồn ào bên ngoài. Trên đời này chẳng có ai không có nỗi khổ. Thứ thật sự chữa trị cho bạn chỉ có chính bạn. Bức thư số 156. Kiên cường thật sự thuộc về những người ban đêm chui trong chăn khóc nhưng ban ngày vẫn điềm nhiên như không. Bức thư số 157. Kẻ ăn mày chắc chắn đã đố kỵ với bức thư số 161. Đừng sắp xếp cuộc sống quá kín kẽ, đừng lên kế hoạch cuộc đời quá chặt chẽ. Dù bạn làm điều gì, đều phải cho bản thân một chút không gian để có thể ung dung xoay người, dành chút lợi ích cho người khác, nhường một lối để người khác đi, cho bản thân chút thời gian suy nghĩ. Bất cứ lúc nào cũng phải nhớ giữ cho cuộc đời mình một khoảng trống. Bức thư số 162. Cuộc đời là của riêng bạn, đừng sống vì ánh mắt và miệng lưỡi người khác. Không phải tất cả mọi người đều cần người khác hiểu. Không phải mọi lựa chọn đều cần người khác ủng hộ. Bức thư số 163. Quá kỳ vọng, bạn sẽ thua. Tình cảm bỏ ra quá nhiều, bạn sẽ mệt. Một mình đợi quá lâu, bạn sẽ đau. Hãy nhớ, trong cuộc sống không có cánh cửa nào không thể bước qua. Trong sinh mệnh không người nào không thể rời xa. Nếu bạn không trân trọng, vậy cũng chẳng sao. Hãy học cách quay người một cách rực rỡ khi người ta không trân trọng mình. Bức thư số 164. Đừng bao giờ sợ trở thành chính mình. Hãy nhớ, bản gốc luôn có giá trị hơn bản nhái. Bức thư số 165. Thứ đáng giá cần phải bỏ ra thật nhiều cố gắng để nắm bắt được. Thứ không đáng, đến nghĩ thôi cũng chẳng muốn. Hãy là một cô gái bình đạm, có sở thích, có nguyên tắc và tín ngưỡng riêng của mình. Không vì cái trước mắt, không nắm vội hấp tấp, đừng quá quan tâm hơn thiệt. Tâm tĩnh lặng như nước, miệng luôn nở nụ cười. Ổn định an nhàn, học được thấu hiểu từ đó. Học được từ bi. Bức thư số 166. Đừng dùng cách nhìn của cá nhân để yêu cầu người khác bình luận một sự việc. Lời nói ra phải có chừng mực, khóc than cũng cần có mức độ. Thiên hạ không ai hoàn hảo, ánh mắt là thước đo. Nhìn người phải nhìn mình trước, trái tim là một cán đân. Cần đồng người cũng phải cần đồng mình. Trong lòng có đức độ là từ bi, nói năng kề nể là lương thiện. Sự kiềm chế của một người đến từ tấm lòng độ lượng khoan dung. Tu vi của một người là học được cách bao dung và tôn trọng. Trong mắt có người khác mới có đường mà đi. Trong lòng có yêu thương mới có việc để làm. Bức thư số 167. Thu mình lại, ăn nói bình tĩnh, mở rộng trái tim, sống giản đơn, giấu tâm sự nơi đáy lòng, làm mọi việc tốt hơn một chút. Những thứ Bức thư số 171.
Phản đòn tốt nhất dành cho người ghét bạn chính là giữ trọn nụ cười trên môi và ánh hào quang quanh mình, bởi đó là thứ mà họ không hy vọng nhìn thấy nhất ở bạn. Bức thư số 172. Nhìn thấu một người nhưng không vạch trần, bạn đã hiểu ý nghĩa của tha thứ. Ghét một người mà không trở mặt, bạn đã hiểu được tột cùng của sự tôn trọng. Trong cuộc sống, luôn có người bạn không ưa, cũng có người không ưa bạn. Bức thư số 173. Trầm mặc có thể khiến trái tim đang hỗn loạn trở nên thanh trong. Đừng nói với người khác, bạn ngu dại, ngây thơ, lương thiện, may mắn, xui xẻo, đau khổ đến như nào. Hãy học cách dùng sự trầm mặc che giấu tình cảm của mình. Có lẽ, có người nói bạn cởi mở, nhưng đôi khi cởi mở chỉ là một loại giả tưởng. Trầm mặc là trí tuệ, là nội hàm. Trầm mặc là sự thanh cao, cũng là sự tự do sau cùng. Bức thư số 174. Bạn phải học cách giữ cho mình sự cô độc nhất khi ở giữa mọi người. Có bất kỳ ý tưởng nào cũng đừng lập tức nói với họ. Ngoài ra, đối với những lời nói của người khác, đừng coi thật 100%. Đừng chờ đợi quá nhiều từ người khác, cho dù ở mặt đạo đức hay tư tưởng. Trước suy nghĩ của người khác, bạn phải luyện được thái độ lãnh đạm, thờ ơ, bởi vì đây là phương thức thiết thực nhất để trực tiếp bồi dưỡng lòng khoan dung. Bức thư số 175. Từ chối càng nhiều, thứ bạn đạt được mới càng nhiều. Làm người phải nhẫn nhục chịu khổ, lựa chọn tỉ mỉ mới có ngày hưởng phúc. Nói không, biết cách từ chối, cuộc sống mới không có gì là khúc mắc. Bức thư số 176. Bạn mãi mãi không thể biết được mình có bao nhiêu phiên bản thông qua miệng lưỡi của người khác. Cũng chẳng biết được người khác vì bảo vệ bản thân mà nói bao nhiêu câu hại bạn. Càng không thể ngăn cản được những lời nói không thực tế đó. Thứ mà bạn có thể làm được chính là không để ý tới nó. Càng chẳng cần giải thích rõ ràng làm gì. Người hiểu bạn sẽ luôn tìm bạn. Bức thư số 177. Tôi cứ nghĩ rằng người khác tôn trọng tôi là vì tôi rất xuất sắc. Sau này mới hiểu dần ra người khác tôn trọng tôi bởi vì họ xuất sắc. Người xuất sắc biết cách tôn trọng người khác, cung kính với người khác chính là thể hiện sự nghiêm túc của bản thân. Bức thư số 181. Nhìn thấu một người hà tất phải vạch trần, ghét một người đâu cần phải trở mặt. Sống luôn có những người không ưa, cũng giống như có những người không ưa chúng ta vậy. Sống đôi khi đơn giản, nhưng thực chất không đơn giản. Mỉm cười trước mọi được mất mới thấy được trời cao biển rộng. Trong lòng sáng tỏ mới thấy được ngày xuân ấm áp hoa nở. Đời người chỉ vậy mà thôi. Bức thư số 182. Không ai có nghĩa vụ phải thông qua vẻ ngoài lớp thôi của bạn và phát hiện ra sự ưu tú tiềm ẩn bên trong. Bạn phải luôn sạch sẽ gọn gàng, thậm chí là tinh tế. Đây mới là điều cơ bản và sự tôn nghiêm để làm người, bất phần nam nữ. Bức thư số 183. Tình cảm khiến bạn dễ chịu thoải mái nhất chính là khi nói đến bất cứ chủ đề nào đối phương đều có thể nói cùng. Không phải do đối phương hiểu biết sâu rộng, mà là đối phương vô cùng có hứng thú. Hiểu rõ rồi, đối phương sẽ nói những gì bạn chưa biết. Chưa hiểu rõ, đối phương sẽ hỏi phần bạn biết. Khi đã từng nghe qua, đối phương sẽ chia sẻ cảm nhận. Còn nếu chưa từng nghe, sự hiếu kỳ của đối phương cũng khiến bạn tràn ngập lời muốn nói. Cách chung sống tốt nhất giữa hai người đó là hiểu được bạn tiến, tôi lùi, và bạn lùi, tôi tiến. Bức thư số 184. Là một người phụ nữ, nhất định phải có năng lực khiến bản thân có cuộc sống tốt đẹp. Không dựa dẫm, không lệ thuộc, nhất định sẽ lay động lòng người. Bức thư số 185. Thà mỉm cười cho qua còn hơn không cách nào đáp lời. Thà an nhiên bình lặng còn hơn vô phương giải tỏa. Bức thư số 186. Bạn giúp người ta bằng 100% tấm lòng. Đến một ngày bạn chỉ bằng lòng giúp 80%, người ta sẽ coi tất cả ân nghĩa của bạn như chưa từng có. Thà chọn một người chỉ giúp 70% để làm bạn. Một bát gạo tạo nên ân nhân, một đầu thóc tạo nên kẻ thù. Lời người xưa không sai, đừng quá dễ dãi dốc hết lòng dạ. Hãy giữ lại một chút kiêu hãnh và lòng thương cho chính mình.
nhớ kỹ, thứ lạnh lùng nhất chính là lòng người. Bức thư số 187. Cảm ơn người từng lừa gạt tôi bởi anh ta đã làm tăng trí tuệ của tôi. Cảm ơn người từng làm tôi tổn thương bởi anh ta đã giúp tôi luyện ý chí. Cảm ơn người từng bỏ rơi tôi bởi anh ta củng cố sự tự cường của tôi. Cảm ơn người từng chỉ trích tôi bởi anh ta chỉ ra khuyết điểm của tôi. Cảm ơn người từng ngáng đường tôi bởi anh ta làm đôi chân tôi thêm mạnh mẽ. Cảm ơn tất cả mọi người, cho dù là bạn bè hay là kẻ thù. Bức thư số 188. Niềm cười chính là biểu cảm đẹp nhất, là lời nói êm tai nhất trên đời. Một nụ cười với người thất bại là sự cổ vũ. Một nụ cười với người đang đau buồn là sự an ủi. Một nụ cười với kẻ thù là sự tha thứ. Một nụ cười với người đang thất vọng là động lực. Một nụ cười với kẻ mơ hồ là lòng tin. Một nụ cười với người vui vẻ là sự chia sẻ. Bức thư số 189. Hãy thu mình lại, nói những lời hay ý đẹp, nâng cao. Bức thư số 191. Nâng cao bản thân mới có thể gặp được người tốt hơn. Mức độ quan hệ là do tố chất của chính bạn quyết định. Bạn chưa từng học hành gì thì đa số những người bạn kết giao đầy nông cạn và ham vật chất, với toàn những chuyện vặt vãnh vô ích. Bạn là người thế nào sẽ quyết định bạn bè như thế nào và người yêu thế ấy. Bức thư số 192. Nếu muốn ai đó sau này phát triển ra sao, hãy xem khả năng tự khống chế tham vọng của họ. Nếu bạn có thể khống chế được bữa ăn, giấc ngủ, sự lười biếng và cái miệng than phiền của mình, thì bạn là một phiên bản mạnh mẽ. Mong rằng thời gian sẽ tôi luyện bạn có một tâm hồn phong phú và ham muốn khiêm tốn. Bức thư số 193. Một người càng trưởng thành càng hiểu được có một số thứ không cần quá xem trọng, ví dụ như sự kỳ vọng ở bên ngoài đối với bạn. Ví dụ như những người không liên quan có thích bạn hay không. Quá xem trọng những thứ này sẽ khiến bạn mất đi cái tôi cá nhân, cho rằng bản thân chỉ được sống thành công như người khác giúp bạn định nghĩa. Lấy lòng người khác, bạn khiến chân lên thay đổi hết điều này tới điều khác, giống như bị người khác bắt cóc mất cuộc đời. Rồi đến cuối cùng bạn mới hiểu rằng sự cuốn hút thật sự không phải bạn biến thành ai, mà là bản thân bạn là ai. Bức thư số 194. Cuộc đời không dài, hãy tha thứ cho tất cả mọi người và mọi sự. Trong cuộc sống có rất nhiều thứ đáng để chúng ta hối vị. Trong lúc hối vị, chúng ta sẽ lĩnh ngộ, tiếp thu mà có lẽ là những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Bức thư số 195. Một câu nói vô tình có thể dẫn đến một cuộc phân tranh. Một câu nói thiện ý có thể khiến lòng người nảy nở tốt đẹp. Dạy dỗ một người cần thiên ngôn vạn ngữ, hủy hoại một người chỉ cần một câu chuyện mà thôi. Nói năng cẩn trọng mới có thể bớt chuyện rắc rối, nghĩ kỹ trước khi làm mới giảm được chuyện đáng tiếc xảy ra. Bức thư số 196. Những lời người khác nói, những việc người khác làm với bạn không thể quyết định bản chất con người bạn. Những lời bạn nói, những việc bạn làm mới là điều mang tính quyết định. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh. Bức thư số 197. Đừng quên like. Muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn, hãy bước ra thế giới rộng lớn ngoài kia, mở mang tầm mắt, làm quen với những người tài giỏi, tiếp cận thêm nhiều kiến thức. Bạn không cần những lời khen ngợi dư thừa, bởi vì bạn tự biết bản thân giỏi đến mức nào. Nội tâm mạnh mẽ bao giờ cũng chiến thắng vẻ ngoài phù phiếm. Bức thư số 198. Khi không ai để ý tới, kiên định cố chấp. Khi vạn người ngưỡng mộ, tâm tĩnh như trước. Bức thư số 199. Có những nỗi khổ phải nuốt xuống, tiêu hóa đi mới nhận được sự tín nhiệm của người khác. Được tín nhiệm không phải do bạn nói bản thân mình mạnh mẽ thế nào, mà là khi đối mặt với khó khăn, bạn bình tĩnh tới đâu. Bức thư số 200. Cái gọi là sống tốt nhất định đằng sau có những nỗi khổ và cái giá phải trả không thể để ai biết. Cái gọi là sống không tốt cũng có sự bình yên và hạnh phúc thuộc về riêng mình, chỉ là xem bạn nhìn nhận nó thế nào, đối đãi với những gì mình đang có ra sao.
Bức thư số 201. Trong cuộc sống, khó tránh khỏi phải gặp những chuyện cần nhẫn nhịn. Vừa hay có thể mượn cơ hội này để bạn tự rèn luyện tâm trí. Chịu đựng sống trong cô đơn mới nắm chắc được ánh hào quang. Nhẫn nhịn qua những ngày đông giá mới đợi được đến kỳ hoa nở. Bức thư số 202. Sinh mệnh là sự hồi âm. Bạn dành cho người khác những điều tốt đẹp nhất thì cũng sẽ nhận lại được những điều tốt đẹp như vậy. Bạn giúp đỡ càng nhiều người, những gì bạn đạt được càng nhiều. Bạn càng ích kỷ, càng chẳng có được gì cả. Điềm nhiên hơn, bớt đi chút hư danh, sống chân thành mới có thể tự tại. Cuộc đời chính là một cuộc tu hành, tu dưỡng chính là một trái tim. Bức thư số 203. Cuộc đời là một con đường không chân trời, duyên phận là do số phận định đoạt, đến vô hình, đi vô ảnh. Nó đến chẳng gì ngăn được, tan rồi sẽ theo gió cứ thế bay đi mất. Hữu duyên hãy trân trọng, vô duyên đừng níu giữ. Không cưỡng cầu là cảnh giới, từ bi chính là tu vi. Bức thư số 204. Xin hãy chấp nhận con người hiện tại của bạn, đồng thời cũng hoàn thiện bản thân của hiện tại. Vận động giúp bạn có thêm khí chất. Đọc sách giúp bạn nhìn thấy thế giới mình chưa bao giờ biết đến. Ăn mặc trang điểm giúp bạn mỗi ngày đều có kỳ vọng. Không cần phải trở thành một người như trong miệng lưỡi người khác. Chỉ mong giữa đám đông huyên náo, bản thân sẽ không vì sự tầm thường mà cảm thấy hoang sợ. Trong lòng có sức mạnh, trên thế giới này sẽ không có một bạn thứ hai đâu. Bức thư số 205. Cuộc đời không có gì hoàn hảo, luôn luôn tồn tại khiếm khuyết. Nội tâm là thế giới của chính bạn. Sống mà không vui vẻ là nguyên nhân căn bản cho sự bất lực của bạn. Một người nên có năng lực kéo bản thân ra khỏi tất cả những phiền toái, buồn bùa đang bủa vây. Hãy không ngừng thử sức, biến chuyển để thay đổi tình cảnh của bản thân. Bức thư số 206. Không cần cả ngày suy tính thiệt hơn, nghĩ tới được mất. Người yêu tôi tất nhiên sẽ đặt tôi trong tim, vì người ấy không nỡ nhìn thấy tôi buồn. Là của tôi thì không ai có thể cướp đi được. Không phải của tôi có cướp lại cũng chẳng xong. Bức thư số 207. Bắt đầu từ ngày mai sẽ trở thành người trưởng thành hơn. Đúng giờ ăn cơm, đúng giờ đi ngủ, tập luyện thể thao để... Bức thư số 211. Một người thật sự mạnh mẽ sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian để lấy lòng và làm thân với người khác. Cái gọi là phạm vi, tài nguyên chỉ là phù phiếm. Quan trọng nhất là bạn phải nâng cao nội lực của chính mình. Chỉ khi bạn tu dưỡng rèn luyện bản thân tốt mới có người muốn kết giao với bạn. Bạn là cây ngô đồng, phượng hoàng mới bay lên đậu tới. Bạn là đại dương, trăm sông mới cùng chảy về. Bức thư số 212. Khi bản thân chưa đủ lớn mạnh, bạn mong muốn có một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Khi bạn đủ bản lĩnh, tất cả những gì bạn mong muốn sẽ chủ động tìm đến bạn. Bức thư số 213. Thấy người khác trướng mắt là do bạn tu dưỡng chưa đủ. Mấu chốt của sự ưu nhã nằm ở chỗ bạn kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Dùng lời nói làm tổn thương người khác là do hành vi ngu xuẩn nhất. Chúng ta cảm thấy không tự do thường là do chính những cảm xúc tiêu cực trong lòng chi phối. Người có thể khống chế nó còn mạnh mẽ hơn người đánh chiếm được cả một tòa thành. Bức thư số 214. Bất luận thế giới này đối xử với bạn dịu dàng hay không, xin bạn hãy giữ gìn sự lương thiện của chính mình, vì may mắn có thể sẽ không hẹn mà đến với bạn bất cứ lúc nào. Bức thư số 215. Trăm ngàn loại độc tố đánh bạn được nội tâm, nhưng lại bị một câu an ủi đơn giản làm khuất phục. Đau thương không phá được lớp ngụy trang, nhưng thường tan triệt để trước người thấu hiểu bạn.
bức thư số 216. Muốn người khác ngưỡng mộ thực ra rất dễ, chỉ cần giả tạo một chút là được. Nhưng để bản thân ngưỡng mộ chính mình lại đòi hỏi phải từ bỏ nhiều thứ, cự tuyệt nhiều điều và hiểu được nhiều chuyện. Bức thư số 217. Đừng có kể lể về những khó khăn và khổ nạn, càng không nên khoe khoang hạnh phúc và niềm vui. Điều đó chỉ làm chúng bị giảm giá trị. Hãy là một người có khí phách, thể hiện cảm xúc có chừng mực. Dẫu có thiên ngôn vạn ngữ cũng nên chỉ nói với riêng mình. Bức thư số 218. Thế giới ngày xưa nay chẳng hề tồn tại đứng cứ thế nào. Bạn yếu đuối, mọi khó khăn sẽ càng to lớn. Bạn mạnh mẽ, những khó khăn lại trở nên nhỏ bé. Sống trên đời, gặp núi thì mở đường, gặp sông thì bắc cầu. Cuộc sống, bạn gây áp lực cho tôi sẽ trả lại bạn bằng kỳ tích. Một lần dũng cảm khiến bạn đột nhiên. Bức thư số 221. Trong đau khổ, chúng ta học được cách trân trọng ước mơ của mình, hướng đến nó để lần nữa xuất phát. Khi hạnh phúc đến từ niềm tin của bản thân, chứ không phải bất kỳ lời hứa hẹn nào hay là khen ngợi nào của người khác, thì niềm hạnh phúc đó mới có thể lâu dài và bền vững. Bức thư số 222. Đau khổ vốn là một phần của cuộc sống. Cho dù cắn chặt răng, bạn cũng phải học cách điềm nhiên tiếp nhận mọi chuyện, rồi tiếp tục tiến bước. Đến một ngày, sau bao nhiêu quanh co khúc khuỷu, cuối cùng cũng đặt chân đến nơi mình muốn đến. Bạn mới phát hiện rằng, thì ra tất cả những gì trải qua đều cần thiết. Thiếu một bước cũng không nên, sẽ không làm nên được bạn ngày hôm nay. Và lúc này, bạn chắc chắn sẽ nghiêng mình, cảm tạ trước những năm tháng đó. Số phận đã trao cho bạn tất cả những gì, những khó khăn và thử thách. Bước thứ số 223. Cái gọi là trưởng thành chính là bạn phải quen với sự nóng lạnh thất thường và dần dần rời xa của bất kỳ ai. Bước thứ số 224. Những con thiêu thân không trải qua thử thách đau đớn sẽ vô cùng yếu đuối. Đời người không có đau khổ sẽ không chịu nổi đả kích. Chính vì có thất bại nên thành công mới xúc động rạng rỡ. Vì có trắc trở nên hạnh phúc mới khiến chúng ta vui sướng dạt dào. Vì đói bụng nên cao lương mỹ vị mới trở nên ngon lành đến thế. Chính vì đau khổ tồn tại mới có thể thúc đẩy khiến ý chí của chúng ta ngày càng thêm mạnh mẽ. Bức thư số 225. Cuộc đời mỗi con người sẽ phải trải qua rất nhiều kiếp nạn, nếm trải cay đắng và vô vọng, vượt qua thất bại và ngã lòng. Đau khổ chính là bài học mà bất kỳ ai cũng trải qua. Trong hành trình dài của cuộc đời, khổ nạn không đáng sợ, thất bại không có gì đáng buồn. Chỉ cần niềm tin chưa tàn lụi, hành trình đó sẽ không bao giờ gián đoạn. Người vượt qua được những năm tháng vô cùng gian nan ấy, cuộc đời sẽ mở rộng sáng lạn. Ai không vượt qua được, thời gian cũng sẽ dạy bạn cách để bắt tay giảng hòa với nó. Vậy nên bạn không phải sợ hãi. Bước thứ số 226. Trước khi mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn, chúng ta thường phải trải qua những ngày tháng không vui. Khoảng thời gian đó có thể rất dài, cũng có thể chỉ như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ. Vậy nên hãy kiên nhẫn, cho may mắn thêm chút thời gian. Bước thứ số 227. Trưởng thành chính là cho dù bạn cảm thấy buồn đến mức nào, nhưng hôm sau vẫn đi học, đi làm như bình thường. Bức thư số 231. Cho dù cuộc sống có hàng nghìn lý do khiến bạn khóc, bạn cũng phải tìm cho mình một lý do để cười. Bởi lẽ đó chính là cuộc đời. Những gì chúng ta có thể làm chỉ là khiến bản thân mạnh mẽ hơn mà thôi. Bức thư số 232. Cuộc tình không có kết quả cần phải kết thúc. Người không thể thuộc về mình rồi cũng phải quên đi. Cuộc đời không có vết thương nào là mãi mãi. Đau đến đâu đi nữa, cuối cùng sẽ đến lúc lành lại. Cuộc đời không có những cuộc diễn tập trước. Hãy trân trọng hiện tại, nắm giữ từng giây từng phút trong sinh mệnh. Cuộc đời cũng sống sẽ không có nếu như, chỉ có hậu quả và kết quả. Những gì đã qua
sẽ không trở lại. Dù có trở lại cũng không còn toàn vẹn. Không có thời điểm không thể vượt qua, chỉ có con người không vượt qua được. Bức thư số 233. Một người có trưởng thành hay không, không phải do người đó có khả năng xuất khẩu thành thơ, nói ra thật nhiều đạo lý sâu sắc, hay có tư tưởng uyên thâm, mà là cách đối nhân xử thế hợp lòng người, không phải cúi đầu hạ mình. Có bản sắc riêng, nhưng vẫn tiếp tục tiếp nhận sự khác biệt của người khác. Người trưởng thành không cần biện bạch, chỉ cần một nụ cười là đủ. Bức thư số 234. Trưởng thành chính là thế này. Bạn buộc phải chấp nhận tất cả những tổn thương mà thế giới đem lại cho mình, sau đó lớn lên mà không sợ hãi điều gì. Những gì đã qua không lấy lại được, những gì đã mất không cách nào bù đắp. Trưởng thành không quan trọng kết quả như thế nào, mà quan trọng quá trình đó bạn phải đi thật là ngoạn mục. Bức thư số 235. Một người luôn phải đi trên con đường xa xôi, ngắm nhìn những phong cảnh lạ lẫm, nghe những bản nhạc không quen tai, rồi vào một khoảnh khắc vô tình nào đó, chúng ta bỗng phát hiện, hóa ra những điều này trước nay bản thân hao tâm tổn sức muốn quên đi, lại thật sự cứ như vậy mà chìm vào lãng quên. Bức thư số 236. Cũng là người làm gì cũng sai, cái gì cũng không có, sẽ càng dễ bị kích động. Chỉ một câu nói tùy tiện cũng có thể khiến họ nổi trận lôi đình. Họ giống như ngọn cỏ dại mọc trên đường, một làn gió thoảng cũng làm nó nghiêng ngả. Ngược lại với những người thành công, dù có bao nhiêu lời đồn thổi, khinh bác, mỉa mai hay cười nhạo, họ vẫn sẽ kiên định vững vàng. Đó là minh chứng cho sự trưởng thành của một người. Bức thư số 237. Bất luận bạn đang trải qua những gì, bạn có thấy vui hay không, thế giới sẽ không vì sự mệt mỏi của bạn mà dừng lại. Những con người và sự việc khiến bạn không thể trải lòng sẽ có ngày dần bị lãng quên chính trong những giây phút bạn hoài niệm về nó. Cho dù đêm tối có dài thế nào, bình minh cuối cùng vẫn... Bức thư số 241. Trưởng thành rồi, chuyện cảm thấy hối tiếc nhất chính là đã đánh mất ước mơ của tuổi thơ, không thể trở thành con người như bản thân mình tưởng tượng. Bức thư số 242. Khi người khác ép bạn vượt lên chính mình, bạn nên cảm ơn họ. Họ chính là quý nhân trong cuộc đời bạn. Biết đâu bạn sẽ vì điều đó mà thay đổi và lột xác. Khi không có ai thúc ép bạn, xin hãy tự thúc ép bản thân. Vì thay đổi thật sự là khi bản thân muốn thay đổi. Quá trình lột xác đó là phải trải qua nhiều đau khổ, nhưng mỗi lần như vậy sẽ mang lại cho bạn sự trưởng thành đáng kinh ngạc. Bức thư số 243. Bất luận bạn đang rơi vào cảnh ngộ thế nào, hãy chấn chỉnh tinh thần, đứng lên từ trong chán trường, giữ vững lòng nhiệt huyết, tiếp tục nở nụ cười như chưa từng bị tổn thương. Bức thư số 244. Biểu hiện của người phụ nữ chín chắn là học được sự quyết tâm, cách sống độc lập, cách mỉm cười và cách vứt bỏ đi những tình cảm không xứng đáng. Bức thư số 245. Đôi khi bạn chấp nhận từ bỏ một số thứ không phải vì bỗng nhiên cam lòng buông bỏ, mà là thời hạn đã đến. Vượt hải đủ rồi, trưởng thành hơn rồi, cũng hiểu rằng cuộc đời mình cần là sang trang mới. Bức thư số 246. Trừ bản thân ra, sẽ chẳng có ai hiểu trong câu chuyện của bạn ẩn chứa bao nhiêu niềm vui hay nỗi đau. Trên đời này, căn bản không tồn tại bất thứ gì gọi là đồng cảm. Vì vậy, đừng ngốc nghếch tự vạch vết thương kẻ khổ với người khác. Người thích xét mới và vết thương rất nhiều, và họ lại không phải là bác sĩ. Đến cuối cùng, vẫn phải lẻ bóng mượn mình. Chúng ta, mỗi người đều có tâm sự riêng, không ai có thể an ủi ai, không ai cứu rỗi được ai. Cuối cùng vẫn phải trưởng thành. Quãng đường tăm tối nhất, rốt cuộc cũng phải đi một mình. Bức thư số 247. Sự trưởng thành thật sự chính là khi bạn hiểu được không phải ai cũng tốt như bạn nghĩ. Nhìn rõ thế giới này luôn có sự khác biệt so với trong tưởng tượng. Biết được không phải tất cả nỗ lực đều có đền. Bức thư số 251. Độc thân cũng tốt, yêu thương cũng được. Tất cả chỉ là một giai đoạn nào đó trong cuộc đời. Không cần hâm mộ những người xung quanh, cũng đừng bất mãn với hiện tại.
Cho dù có ai bên cạnh hay không, phía trước có lời hứa, cùng phấn đấu về một mục tiêu nào đó hay không, mọi hỉ nộ ái ố trong cuộc sống đều cần chính bản thân mình trải nghiệm đúc kết. Sống đúng đắn, mỗi giai đoạn đều sẽ khiến bạn trở nên tốt hơn. Trưởng thành không chỉ đơn giản nhằm cởi bỏ sự đơn thuần, mà còn để bản thân có sức mạnh để nghiệm tất cả mọi khả năng. Bức thư số 252. Khi tỉnh táo thì làm việc, lúc mơ hồ hãy đọc sách, tức giận thì đi ngủ, còn lại một mình hãy suy nghĩ. Hãy là một người hạnh phúc, đọc sách, du lịch, nỗ lực làm việc, quan tâm đến cơ thể và tâm trạng, trở thành chính mình tốt nhất. Bức thư số 253. Con người có 3 lần đánh dấu sự trưởng thành. Lần đầu là khi phát hiện ra rằng bản thân không phải là trung tâm của vũ trụ. Lần thứ hai là khi bạn biết dù bản thân nỗ lực thế nào thì cuối cùng vẫn có những việc khiến con người bất lực tòng tâm. Lần thứ ba là khi bạn hiểu rõ những việc khiến mình bất lực nhưng vẫn cố sức thực hiện. Bức thư số 254. Khi khóc không ai dỗ dành, tôi học được sự kiên cường. Khi sợ hãi không ai bên cạnh, tôi học được cách dũng cảm. Khi phiền muộn không ai hỏi han, tôi học được cách chịu đựng. Khi mệt mỏi không ai để dựa dẫm, tôi học được cách tự lập. Chính từ đó tôi đã tìm thấy chính mình. Thì ra tôi thật tài giỏi. Đáng quý hơn là trên đời này tôi chỉ có một tôi mà thôi. Bức thư số 255. Chẳng có người đàn ông nào chỉ biết chơi bời, vô công rồi nghề mà vẫn có được sự tán thưởng của phụ nữ. Càng không có người phụ nữ nào chỉ thích ăn chơi lười biếng mà có được sự tôn trọng của đàn ông. Vì vậy, vẫn nên chăm chỉ làm việc, đừng lãng phí thời gian để giải thích. Không chấp nhận thiệt thòi, sẽ không có trưởng thành. Bức thư số 256. Bạn có thể kiểm soát tốt cảm xúc sớm bao nhiêu thì có thể sớm trưởng thành bấy nhiêu. Tức giận sẽ đuổi mất may mắn. Vì thế, những người mang về vẻ ngoài bông dung, chẳng qua là họ có khả năng nhẫn nhịn. Trước khi bạn trở thành người mà bạn mong muốn, hãy làm tốt hai công việc, sống và nhịn. Bức thư số 261. Trưởng thành không phải là bạn có thể dùng rất nhiều đạo lý lớn lao để khuyên bảo người khác, mà là bạn có thể thuyết phục bản thân đi tìm hiểu người và việc quanh mình. Bức thư số 262. Hãy kìm nén những uất ức và nước mắt. Không thua được thì đừng thua, không chết được thì hãy vực dậy, nói với tất cả những ai coi thường bạn, tôi rất ổn. Bức thư số 263. Đôi khi bạn chấp nhận từ bỏ một số thứ không phải vì bỗng nhiên cam lòng buông bỏ, mà là thời hạn đã đến. Buông thả đủ rồi, trưởng thành hơn rồi, cũng hiểu rằng cuộc đời mình cần lật sang trang mới. Bức thư số 264. Không ai có thể thay bạn gánh chịu, cũng không ai có thể lấy đi sự kiên cường của bạn. Mỗi người đều là lữ khách cô độc, trên hành trình mới dần trở nên kiên cường. Bức thư số 265. Gặp quá nhiều những sinh ly tử biệt, dần dần bạn sẽ phát hiện người không thể rời bỏ chính là người thân. Người không cần giàu sang, chỉ cần gia đình vạn sự bình an, sức khỏe an khang. Cuối cùng bạn sẽ hiểu hạnh phúc thật sự không đến từ quyền lực và tiền bạc, mà là gia đình. Bức thư số 266. Có những áp lực bạn phải tự mình gánh vác, nói ra sẽ thành những lời phàn nàn, ca thán. Tìm kiếm sự an ủi cũng không giải quyết được vấn đề, mà còn gây thêm phiền toái cho người khác. Khi bạn một mình tự vượt qua mọi khổ nạn, nhất định sẽ cảm kích chính mình lúc trước đã cắn răng kiên trì đến hôm nay. Bức thư số 267. Có những lời hợp để giấu trong lòng, có những nỗi đau nên lặng lẽ quên đi. Khi trải qua nó, bạn sẽ trưởng thành hơn, bản thân biết là đủ. Có rất nhiều sự thay đổi, không cần phải tự mình nói ra. Bức thư số 268. Trạng thái tốt nhất của người phụ nữ là biết tôn trọng, không quản chuyện thiên hạ, ngồi lê đôi mách, cũng không khoe khoang bản thân tài giỏi, càng không cần phô diễn yêu đương nồng thắm. Phụ nữ càng chín chắn, càng hiểu cách thua mình như thế nào, biết kiềm chế như thế nào. Thế giới này không phải chỉ mình bạn tồn tại. Là người phụ nữ trầm lặng, không nói xấu người khác.
Bức thư số 271. Không ai phải có trách nhiệm với niềm vui của bạn. Dù bạn sẽ biết được rằng niềm vui phải tự mình tìm kiếm, hãy ký thác tinh thần ở nơi khác. Qua một thời gian, bạn sẽ quen với cuộc sống mới thôi. Bạn thử nghĩ xem, thế giới không thể đứng yên, mặt trời không thể quay quanh bạn mãi. Sớm muộn, bạn cũng phải trưởng thành. Cuộc sống đầy những thất vọng, không cần phải kể lể đau khổ. Nếu đó là một phần trong cuộc sống, bạn phải điềm nhiên như không, bình thản chấp nhận hiện thực. Bức thư số 272. Nếu như cảm thấy bản thân hiện tại quá vất vả, hãy nói với chính mình rằng con đường dễ dàng chỉ có xuống dốc mà thôi. Giữ vững sự kiên trì vì bạn đang lên dốc, vượt qua được nhất định sẽ có tiến bộ. Bức thư số 273. Đừng ngưỡng mộ người khác khi họ chín chắn hơn bạn. Đó chẳng qua là vì con đường họ đi đã gặp phải nhiều người xấu hơn mà thôi. Bức thư số 274. Gió có thể thổi bay một tờ giấy trắng, nhưng không cách nào thổi bay một con bướm nhỏ, vì sức sống trong sinh mệnh tồn tại và sự không phục tùng. Bức thư số 275. Những lời người khác nói với bạn trong lúc vô ý, hay những lời lẽ khi tức giận, say rượu hay thốt ra sau lưng bạn đều đáng để bạn suy ngẫm. Bức thư số 276. Thời gian chưa chắc đã chứng minh được nhiều thứ, nhưng nhất định sẽ khiến con người nhìn thấu nhiều điều. Càng lúc càng cảm thấy chăm sóc tốt bản thân, không than phiền người khác là một trong những bước quan trọng của sự trưởng thành. Bức thư số 277. Gặp chuyện không thể thuyết phục, chấp nhận, giải quyết, tránh xa, không truy hỏi. Ba từ cuối là ba từ quan trọng nhất trong cuộc sống đã dạy cho tôi. Bức thư số 278. Trưởng thành là gì? Đừng để dễ dàng trở thành người mà bạn không muốn. Đừng điên cuồng chạy theo người khác. Đừng thử giảng đạo lý cho những kẻ cố giả vẻ. Đừng tranh qua đám đông chỉ để... Bức thư số 281. Bạn phải hiểu rằng không phải mỗi lần vấp ngã đều có người đỡ bạn dậy. Con đường bước trên hoa hồng không hề dễ dàng. Để mọi sự buông trôi chỉ khiến chúng ta mềm yếu không gì đỡ nổi. Bức thư số 282. Dần dần mới biết rằng quá quan tâm đến người khác thường sẽ hại đến mình. Dần dần mới biết rằng theo thời gian dần trôi, người đối tốt với mình ngày càng ít. Dần dần mới biết rằng có nhiều thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Có những thứ chỉ đến một lần. Dần dần mới biết rằng chân thành với người chưa chắc đã được báo đáp. Con người mà bản thân thờ ơ thường sẽ trân trọng mình nhất. Dần dần mới biết rằng hiện thực hóa ra lại bất lực như vậy. Bản thân đã trưởng thành rồi. Bức thư số 283. Tất cả những lo âu và cộc cằn của người phụ nữ đều xuất phát từ việc bị đối xử tệ bạc. Không muốn bị thế tục nhấn chìm, vậy thì bắt đầu từ bây giờ hãy yêu bản thân mình trước. Chúng ta đối với mình đủ tốt mới có thể cứ thế bình an đến già. Bức thư số 284. Phần lớn trong sự trưởng thành chính là chấp nhận. Chấp nhận thế sự vô thường, chấp nhận cô độc và trở ngại, chấp nhận cảm giác bất lực, bất chợt ập đến, chấp nhận khuyết điểm của chính mình. Sau đó bắt đầu thay đổi từ nội tâm. Trời tối thì phải bật đèn, trời mưa mang theo ô, buồn thì khóc, trời sáng lại phục hồi đầy năng lượng. Bức thư số 285. Trước kia luôn lo lắng, người khác không thích mình, thế là liều mạng tiếp cận để lấy lòng. Nếu bị hiểu nhầm, sẽ nóng lòng, muốn lập tức giải thích và hóa giải. Bây giờ càng trưởng thành, nội tâm càng vững vàng hơn. Không thích thì không thích thôi, trải rộng đường dài, mỗi người mỗi ngả. Bức thư số 286. Khi còn nhỏ, chúng ta luôn muốn nhanh chóng lớn lên. Sau khi trưởng thành mới phát hiện, lúc nhỏ vẫn là trong sáng nhất. Khi đi học, chúng ta mong ước có thể được đi làm.
Sau khi đi làm mới hiểu, thời gian khổ sở học tập chính là khoảng ký ức đáng lưu luyến. Khi còn độc thân, chúng ta hâm mộ những người đi đâu cũng có đôi có cặp. Sau khi kết hôn mới biết rằng sự tự do lúc độc thân mới là một niềm hạnh phúc không gì so bì được. Chúng ta luôn thẳng tiến về phía trước. Những gì đã đi qua đều lỡ mất rồi, chỉ có trân trọng thứ đang ở hiện tại, trong ký ức của cuộc đời mới, mới vơi đi những nuối tiếc và oán hận. Bức thư số 287. Đời người là như vậy, sau khi trải qua mọi chuyện, bạn dần học được cách trước mặt mọi người quay lưng đi để khóc. Khi ngoảnh lại, liền nở nụ cười. Học được cách giấu kín và phủi bụi những chuyện trong lòng. Có những chuyện phải dùng sự kiên cường để chống đỡ. Bức thư số Bức thư số 291. Không có ai luôn thuận lợi trong mọi việc. Chúc bạn luôn kiên cường mạnh mẽ. Rồi đến một ngày, bạn có thể mỉm cười kể lại khoảng thời gian đã khiến mình từng khóc ấy. Bức thư số 292. Đừng lo lắng khi phải chịu khổ, bởi chính những đau khổ trong cuộc sống mới thúc đẩy chúng ta vươn lên, giúp ý chí chúng ta thêm mạnh mẽ. Duy trì mới có thể hái, nước chảy mới thành sông. Cũng như con bướm, sự trưởng thành của con người phải trải qua đấu tranh gian khổ cho đến khi có đôi cánh cứng cáp mới có thể sải cánh bay cao. Bức thư số 293. Hồi cấp 2, khi bạn khóc, cả lớp sẽ vây quanh hỏi han. Khi cấp 3, bạn buồn, sẽ có vài người bạn đến xoa đầu bạn, nói với bạn rằng có họ, không sao đâu. Đến khi lên đại học, chẳng ai buồn bận tâm bạn thế nào. Khi đi làm, mọi người sẽ chỉ cho rằng bạn thật biết diễn trò. Thực ra trưởng thành chính là bắt bạn phải một mình kiên cường. Bức thư số 294. Trưởng thành là khi bạn đi xa sẽ tự nhớ mang ô, ít khi để mình bị ướt. Là khi bạn có thể ngăn được những giọt nước mắt, ít khi để mình cảm động đến nghẹn ngào. Là khi bạn học cách đối xử tử tế với chính mình, chăm sóc tốt cho bản thân, bạn dần dần sẽ trở thành một người độc lập, không cần nhờ tới yếu tố bên ngoài quyết định hạnh phúc. Bức thư số 295. Luôn có một số việc chúng ta không mong muốn nó xảy ra, nhưng vẫn buộc phải chấp nhận. Có một số thứ chúng ta không muốn biết, lại bắt buộc phải hiểu. Có một số người chúng ta không thể thiếu, mà phải học cách buông tay. Con người chỉ có thể tự tác thành cho chính mình, đó chính là hiện thực. Bức thư số 296. Chuyện tuyệt vời nhất trên đời này là mỗi ngày tỉnh dậy lại có một ngày hoàn toàn mới, không cần phải đánh đổi bất cứ thứ gì và nó không bao giờ ngừng tiếp diễn. Mọi việc trên đời chỉ cần bạn dụng tâm học hỏi, chẳng có gì là quá muộn. Bức thư số 297. Bạn cần học cách bịt tai để không nghe thấy những âm thanh hỗn tạp. Trên đời này chẳng có ai chưa từng đau khổ cũng quẫn. Người có thể chữa lành cho bạn chỉ có chính bạn mà thôi. Bức thư số 298. Cuộc sống quan trọng nhất là đừng mãi nhìn theo nơi xa xôi mơ hồ, mà hãy làm tốt những việc mình hiểu rõ người bên cạnh. Bức thư số 299. Trên đời chẳng có ai bị số phận bỏ rơi cả. Đời người là một chuyến xe độc hành. Những gì chúng ta nên làm chính là đối xử tốt với bản thân, trân trọng hôm nay, kỳ vọng ngày mai. Những gì đã qua, những gì đã bỏ lỡ đều không thể trở lại. Những gì đã mất, những gì đã kết thúc chẳng thể có được lần nữa. Bức thư số 300. Bạn nghèo, vẫn có người ở bên bạn, đó chính là hạnh phúc. Bạn ốm, có người chăm sóc, đó chính là hạnh phúc. Bạn lạnh, có người ôm lấy, đó chính là hạnh phúc. Bạn khóc, có người an ủi, đó chính là hạnh phúc. Bạn già rồi, vẫn có người bỏ bạn, đó chính là hạnh phúc.
Bức thư số 301. Cuộc đời sẽ không phụ bạn đâu. Những lỗi rẽ sai lầm, những hàng lệ tuôn rơi, những giọt mồ hôi đã đổ xuống, tất cả đều giúp bạn trở thành con người độc nhất vô nhị. Bức thư số 302. Việc hôm nay có lớn đến đâu, ngày hôm sau vẫn sẽ trở thành việc nhỏ. Chuyện năm nay có lớn đến đâu, sang năm mới cũng sẽ trở thành chuyện cũ. Bức thư số 303. Bạn phải học cách kìm nén những lời nói và cảm xúc của mình, dùng sự im lặng để biểu đạt điều bạn nghĩ. Vậy không có nghĩa bạn đang trở thành kẻ lạnh lùng, mà là bạn đã học được cách nhẫn nhịn. Bức thư số 304. Đời người, nếu không thể vượt qua được sự mài giũa của thời gian, không vượt qua được lễ tẩy trần đầy những khó khăn thử thách, nhưng vẫn muốn thành công thì rất khó. Trong đối nhân xử thế, hết thảy đều phải cố gắng chịu đựng. Ông trời để bạn trải qua bao nhiêu phong ba bão táp rồi sẽ cho bạn nhìn thấy cầu vồng. Bức thư số 305. Trưởng thành chính là bạn không quan tâm tôi sẽ không nhiều lời với bạn. Bạn chế giễu tôi sẽ mỉm cười cho qua. Nếu bạn yêu tôi sẽ yêu bạn nhiều hơn. Bức thư số 306. Con đường bạn đang đi, không ai có thể quyết định phương hướng thay bạn. Khi bị tổn thương, không ai thay bạn lau đi những giọt nước mắt. Trải qua bao nhiêu năm tháng hợp tan, bạn sẽ lĩnh hội được ấm lạnh của tình người. Khi qua bao nhiêu thị phi cuộc đời, bạn học được cách tự chữa lành vết thương. Có khổ, tự giải phóng mình, rơi lệ, tự vui vẻ, nhấm nháp. Thật ra đời người là một sự cảm nhận, một cuộc rèn luyện, một lần thấu hiểu, một canh bạc. Hãy nói với bản thân, làm người nhất định phải dựa vào chính mình. Bức thư số 307. Rõ ràng trước giờ là kiểu người ngay cả việc đi vệ sinh hay ăn cơm cũng cần có người nhắc nhở. Giờ sau khi lên đại học, ra ngoài xã hội lại có thể ăn cơm một mình, đi học một mình, tự ôn bài một mình. Chẳng biết có phải do bản thân trở nên dũng cảm rồi không, hay là vì ý thức được rằng đời người dài vậy, lấy đâu ra nhiều người đi cùng mình qua từng trạm tới. Thực ra, những con đường phải đi, phần lớn đều toàn tự thân hoàn thành. Bức thư số 308. Người thật sự mạnh mẽ đều phải trải qua những ngày tháng không ai giúp đỡ hay ủng hộ. Tất cả mọi việc chỉ một mình bạn gánh vác, mọi cảm xúc chỉ có bản thân biết. Nhưng chỉ cần cắn răng chống đỡ qua, tất cả đều sẽ thay đổi. Bức thư số 309. Ai cũng sẽ có lúc mệt mỏi, không ai có thể gánh vác mọi tổn thương. Ai rồi cũng sẽ phải trải qua những quãng thời gian như vậy, học được cách để bản thân trưởng thành. Bức thư 310. Không cần biết bạn đã trải qua bao nhiêu đau thương, đến cuối cùng đều sẽ dần dần trôi vào lãng quên. Vì vậy, không có gì có thể địch lại được thời gian. Bức thư 311. Thời gian trôi ngày càng nhanh. Năm sau nhanh hơn năm trước. Lúc trước thường nghe người lớn bàn luận về những chuyện vụn vặt ở tận đầu tận đâu, cứ cho rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ gặp phải những vấn đề như công việc, yêu đương, kết hôn, sinh con. Đến một ngày bỗng nhiên phát hiện ra rằng nó sớm đã ùn ùn kéo đến, cuốn chúng ta tiến về phía trước, rồi sau đó lại nhận ra rằng, à thì ra, đó chính là công cuộc, là cuộc sống. Chẳng ai có thể trốn thoát được. Bức thư 312. Hành trình của đời người khó hay dễ, chúng ta vẫn phải đi qua. Tình cảm trên thế gian, lạnh nhạt hay ấm áp, cũng đều tồn tại. Đừng kêu mệt vì chẳng ai thay bạn gánh vác đôi phần. Đừng kêu khổ bởi vì chẳng ai thay bạn nếm trải. Đừng yếu đuối vì đâu ai mạnh mẽ thay bạn được. Bức thư số 313. Biểu hiện của trưởng thành là bạn không còn cãi lại bố mẹ, học được cách nhượng bộ để giữ gìn tình bạn, học được cách độc lập, không dựa dẫm vào người khác. Bản thân phải tốt, trở thành điểm tựa cho ai đó, học cách nhìn nhận rõ bản thân, không phải rất tốt, nhưng cũng không đến nỗi tệ. Đừng vênh váo, cũng đừng nhìn theo bước chân của người khác, biết cách giữ hình ảnh người yêu mình. Nơi sâu thẳm trái tim, âm thầm, không khoa trương. Bức thư số 314. Người yếu đuối mới đi khắp nơi để kể lể những chuyện bất hạnh, người kiên cường sẽ âm thầm trở nên lớn mạnh. Bức thư số 315. Người luôn nắm tay bạn thật chặt cũng có thể buông tay, người luôn cho bạn những lời hứa cũng có lúc thất vọng.
Sau khi trải qua mới phát hiện ra rằng thứ bạn thật sự muốn luôn phải do chính bạn giành lấy. Chỉ có bản thân mới có tư cách đối xử tệ với chính mình. Tình yêu đẹp nhất chính là bình đẳng. Nhất định có một ngày bạn sẽ tìm được hạnh phúc của mình, sẽ mỉm cười với những đau khổ trải qua, bạn sẽ cảm ơn người đã bỏ rơi mình, anh ta không xứng với tình yêu của bạn, những điều tốt đẹp với bạn, trái tim cuồng nhiệt của bạn. Đến cuối cùng, anh ta... Bức thư số 321. Một người buộc dây giày cho bạn, khiến bạn ăn đến béo tròn, cắt tóc mái cho bạn, xoa đầu bạn. Khi bạn khóc thì đứng bên cạnh bạn, bạn đánh thì mặc cho bạn đánh, bạn mệt thì cổ vũ, cười ngốc nghếch với bạn, luôn quan tâm bạn, hát cho bạn nghe. Đó chính là người bạn cần phải trân trọng. Bức thư số 322. Nếu như không gặp thì sẽ không có những ngày tháng nhớ nhung dày vò đằng đẵng sau này. Bạn có lẽ vẫn sống như trước kia, chỉ là nếu không có lần gặp gỡ ấy, bạn sẽ không biết rằng có một loại tình cảm đau đến rơi nước mắt, nhưng khi nhớ tới lại bất giác mỉm cười, khiến người ta như say mê. Bức thư số 323. Có bao nhiêu tuyết rơi trong cuộc đời một người, chúng ta không thể thấy hết. Mỗi người đều cô đơn vượt qua mùa đông của chính mình. Khi bạn vì người mình yêu phấn đấu không chút sợ hãi, dù phải trải qua những năm tháng cô đơn, thì lúc nhắc đến nó, điều lưu giữ tràn đầy trong nội tâm chính là cảm động. Bức thư số 324. Hai người thật lòng yêu nhau sẽ không vì diện mạo chênh lệch, cách biệt tuổi tác, chuyện của người cũ, những lời gièm pha hay bố mẹ phản đối mà vung tay từ bỏ. Chính sự không trân trọng, không nỗ lực, không tin tưởng lẫn nhau mới là thứ đánh bại một cuộc tình. Bức thư số 325. Trong tình yêu, tâm thái tuyệt vời nhất chính là sự hy sinh của tôi đều là cam tâm tình nguyện, tôi tuyệt đối không bao giờ kể lể. Nếu anh có đi có lại, tôi sẽ vô cùng cảm kích. Nếu anh không chút động lòng, tôi cũng sẽ không vì thế mà thất vọng. Dù đến một ngày tôi không muốn yêu anh như thế nữa, vậy thì chúng ta mỗi người mỗi ngả, tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình. Bức thư số 326. Ý nghĩa của không thể buông có lẽ là dù bên cạnh bạn xuất hiện người khác, thậm chí là người tốt hơn, bạn vẫn nhớ đến người ấy. Nhớ giây phút người ấy nắm tay bạn, bao bọc như cái kén. Nhớ đến hương vị hơi thở của người ấy. Nhớ cái ôm cuối cùng khi hai người chia tay, ấm áp mà cũng thật đau lòng. Bức thư số 327. Mới yêu được mấy tháng mà đã muốn bên nhau cả đời. Người mới quen vừa đối tốt với bạn một chút liền nghĩ sẽ là bạn mãi mãi. Chẳng trách oán hận trong bạn sao lại nặng nề, tổn thương nhiều đến vậy. Đây đều là cái giá cho sự ngây thơ. Bức thư số 328. Một người dù tốt đến mấy nhưng không muốn cùng bạn bước tiếp, vậy thì người đó chỉ là khách qua đường. Một người tuy có nhiều nhược điểm nhưng nguyện nhìn nhượng mọi điều, bên bạn đến sau cùng, đó mới là bến đỗ. Bức thư số 329. Cuộc đời này sống cùng ai, sống thế nào, bên nhau bao lâu? Có người vì dung mạo, có người vì tiền đồ, có người vì áp lực. Các bạn đang nhưng chuyện khi bạn cùng người mình chọn trải qua những năm tháng, bạn mới hiểu tiền đủ tiêu là ổn, dung mạo không quá xấu là được. Kỳ thực, tiêu chuẩn của hạnh phúc thật sự chẳng cần lý do, vô cùng đơn giản. Chỉ cần nụ cười nhiều hơn nước mắt, có nghĩa là bạn đã tìm được đúng người. Bức thư số 330. Phật nói, người bạn hận, kiếp sau sẽ không gặp lại. Vậy nên đừng lãng phí thời gian với người ta. Người bạn yêu, kiếp sau cũng sẽ không tương vùng. Bởi thế kiếp này, hãy trân trọng đối phương. Bức thư số 331. Đến một ngày, bạn sẽ hiểu, bản thân phải chăm sóc sắc đẹp, giữ gìn vóc dáng, đọc nhiều sách, đi du lịch nhiều nơi, có cách nghĩ của riêng mình, làm những điều bản thân thích, bồi dưỡng sự tự tin. Đừng trao trả cả cuộc đời này vào tay một người đàn ông, cả ngày nghĩ lung tung giống như một oán phụ. Đợi đến lúc bạn vững vàng hơn, bạn sẽ thấy rằng tất cả mọi thứ đều trở nên rất dễ dàng, kể cả tình yêu. Bức thư số 332. Một người đã quyết định ra đi, từ nay về sau đừng có bất kỳ liên lạc nào cả. Nếu đối phương chủ động liên lạc, chứng tỏ
trong trái tim họ vẫn có bạn. Còn ngược lại, bạn cũng không cần phải liên lạc làm gì. Tình cảm nhạt rồi, trái tim đã thay đổi. Khi không còn yêu nữa, cho dù bạn có moi tim mình ra, chẳng qua cũng chỉ làm phiền đối phương mà thôi. Bức thư số 333. Trên thế giới này, tình cảm vốn là thứ xưa nay không có sự công bằng. Người làm tổn thương bạn sâu sắc lại là người bạn yêu nhiều nhất. Người đối với bạn tốt nhất lại là người bạn mắc nợ nhiều nhất. Người sớm rời xa bạn nhất, bạn lại luôn nhớ nhung. Nhưng người luôn muốn đến bên bạn, bạn lại chê người ta phiền. Tình yêu khiến bạn khóc, bạn lại không nỡ buông. Biết rõ đâu là tình yêu mang lại hạnh phúc, nhưng bạn lại không muốn. Sự bất công trong cuộc đời này chỉ là sự vướng mắc của nội tâm. Chăm sóc người khác nhiều hơn, cuộc sống của bạn cũng sẽ tốt hơn. Bức thư số 334. Nếu có một người nói thích bạn, xin hãy đợi đến khi anh ta tìm mọi cách chăm sóc bạn mới tin tưởng. Nếu anh ta đồng ý đưa bạn đi du lịch, và đợi đến khi anh ta đặt vé máy bay, hãy vui mừng. Nếu anh ta nói muốn cưới bạn, nhất định phải đợi đến khi anh ta mua nhẫn cưới, quỳ xuống trước mặt. Bức thư số 341. Trên thế giới này, không tình cảm nào có thể quay trở lại. Cho dù có quay lại được, bạn cũng sẽ phát hiện ra tất cả đều đã thay đổi. Điều duy nhất có thể trở lại chỉ là những ký ức đã chôn sâu trong trái tim. Đúng vậy, không thể quay lại, cho nên chúng ta chỉ có thể tiến về phía trước. Bức thư số 342. Em yêu anh, đã yêu hết một thời thanh xuân, từ ngây ngô đến trưởng thành, từ bồng bột đến trầm lặng. Cảm ơn anh đã tặng em một cuộc vui sướng. Bức thư số 343. Thời khắc yêu nồng đậm nhất là bạn không muốn kết hôn. Khi muốn ổn định thì người bên cạnh bạn lại chưa chắc là người bạn yêu nhất. Có lẽ đây chính là hôn nhân. Bạn đem hết thanh xuân tươi đẹp và tình cảm chân thành cho người trước đó, đến cuối cùng lại chọn sống bên người khác. Đây gọi là thứ tự xuất hiện trong cuộc đời. Một người cùng trải qua hoạn nạn lại lạnh nhạt đến già. Một người tự đã lãng quên trốn giang hồ lại nhớ nhung đến đau lòng. Một người của thời khắc rực rỡ, một người của năm tháng ấm áp, yêu tha thiết hay yêu sớm đều không bằng tình yêu đúng thời điểm. Bức thư số 344. Nếu một người nhớ ngày sinh nhật của bạn, nhớ được bạn thích hay không thích điều gì, luôn bận tâm cả những lời bạn nói vô ý, vì bạn mà bao lần ưu tư nhưng chưa từng để bạn nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối. Vì bạn mà làm việc anh ấy không thích, vì bạn mà từ bỏ sĩ diện, từ bỏ những gì gọi là nguyên tắc, từ bỏ tất cả, vì bạn mà thay đổi tính xấu, vì bạn mà cự tuyệt mọi sự mờ ám nhập nhằng, vì bạn mà thay đổi hoàn toàn, đây là người thật sự yêu bạn. Bức thư số 345. Cô gái, bạn đã sẵn sàng chưa? Rồi bạn sẽ gặp một người, anh ấy sẽ đem lại sự lãng mạn và cảm giác an toàn mà bạn cần, mang lại niềm hạnh phúc đơn giản mà bạn muốn. Bức thư số 346. Những gì bạn cần không phải là gượng ép bản thân trước mặt một người đàn ông để anh ta để ý đến bạn, mà là nỗ lực hết mình, đồng thời chờ đợi một thời gian, sau đó sẽ có người đàn ông quỳ xuống, đeo nhẫn vào ngón vô danh của bạn. Muốn người khác yêu bạn, trước tiên bạn phải yêu chính mình. Bức thư số 347. Người từng rời bỏ bạn, xin hãy cho vào danh sách đen. Người không nói chuyện với anh ta nữa. Dù là lòng tự trọng, tự cường hay cố làm ra vẻ cũng được. Tóm lại, anh ta không còn liên quan tới cuộc đời của bạn. Nếu kết quả là chia tay, vậy thì hãy cùng nhau bỏ qua. Những gì đã xảy qua, chẳng qua chỉ là mảng ký ức về một cuộc tình tan vỡ. Anh ta từng yêu bạn cũng tốt, chưa từng yêu cũng được, giờ đâu còn quan hệ gì nữa. Chia tay rồi thì hãy quên đi, tương lai mới có thể tốt đẹp. Bức thư số 348. Rồi sẽ có một ngày bạn sẽ vì một người bằng lòng trở nên tốt hơn.
vì không muốn trở thành gánh nặng của đối phương mà cố gắng nỗ lực, chỉ là để chứng minh rằng bản thân xứng đáng với người ấy. Bức thư số 349. Tình yêu quan trọng ở chất chứ không phải lượng. Vội cũng không được. Có tình yêu rồi, hãy toàn tâm toàn ý. Nếu không có tình yêu, một mình cũng thoải mái. Học cách sống một mình, bất kể bên cạnh bạn có ai yêu thương hay không. Làm tốt việc nên làm, có tình yêu hay không đều an nhiên đối mặt. Khi duyên phận đến, hãy vươn tay nắm bắt. Khi duyên chưa tới, hãy để cuộc sống tràn đầy màu sắc. Bức thư số 350. Trong đời nên ít nhất một lần vì ai đó mà quên đi bản thân, không cầu có kết quả, không cần phải đồng hành, không mong sở hữu, thậm chí không hy vọng bạn yêu tôi, chỉ cầu trong những năm tháng xanh đẹp ấy, tôi gặp được bạn. Bức thư số 351. Rất nhiều người cho rằng hai người hiểu rõ, giống nhau như người thân sẽ không còn tình yêu nữa. Thật ra yêu đến mức bình đạm mới là sự khởi đầu một cuộc đời. Tình yêu mãnh liệt thường thay đổi. Yêu bạn cũng có thể yêu người khác. Vì vậy quan trọng không phải yêu bạn mà là chỉ yêu mình bạn. Quan trọng không phải yêu sâu đậm bao nhiêu mà là có thể yêu bạn đến cuối cùng. Tìm ai đó để yêu rất dễ. Khó là yêu ai đó cả đời. Bức thư số 352. Cái gọi là tình yêu nên có dáng vẻ thế nào? Mãnh liệt sôi nổi bất chấp tất cả, có phải là tình yêu? Nương tựa lẫn nhau, nắm tay đến khi đầu bạc, phải chăng là tình yêu? Bình đạm như nước, tương kính như tân, liệu có phải là tình yêu? Thật ra tình yêu đích thực nên là hai người cùng thấu hiểu tôn trọng lẫn nhau, không quấy rầy, không ràng buộc, không chiếm hữu, sau đó đồng hành đi đến hết cuộc đời. Bức thư số 353. Phương thức tốt nhất để yêu một người là kinh doanh tốt bản thân, dành tặng đối phương một người yêu chất lượng tốt, không phải dốc sức đối với người ta, mà là người đó sẽ tận tâm yêu bạn. Tình cảm thế tục xưa nay thường khó tránh khỏi một thực tế, bạn đáng giá mới có người xem trọng những hy sinh của bạn. Bức thư số 354. Một cô gái thật sự thông minh sáng suốt sẽ hiểu tình yêu cần xuất phát từ hai phía. Bức thư số 361. Đôi khi, ông trời để bạn kết thúc một mối quan hệ không phải vì không muốn cho bạn hạnh phúc, mà là do luôn quan tâm đến những nỗi buồn của bạn. Đến cả ông trời cũng thương bạn, cho rằng anh ta không xứng đáng, vậy thì mới để bạn ra đi. Bức thư số 362. Đời người có hai thứ nhất định không được bỏ lỡ, một là chuyến xe cuối cùng để về nhà, hai là người cuối cùng yêu bạn đậm sâu. Bức thư số 363. Một người hiểu bạn có thể mang lại một tình yêu khiến cả hai đều thoải mái. Một người không hiểu bạn đến cuối cùng sẽ khiến bạn hiểu một đạo lý. Đời người hiểu so với tình yêu quan trọng hơn. Lâu dài nảy sinh tình cảm mới là duyên phận thật sự. Người thích bạn cần hiện tại của bạn. Người yêu bạn cần tương lai của bạn. Tình yêu đích thực không phải vừa gặp đã yêu mà là lâu dài nảy sinh tình cảm. Duyên phận thật sự không phải sự an bài của ông trời mà là sự chủ động của chính bạn. Đã yêu xin đừng từ bỏ, đã chấp nhận đồng hành xin hãy trân trọng. Bức thư số 364. Đừng lừa gạt một người thích bạn. Cả đời gặp được một người yêu bạn không dễ. Bỏ lỡ một chuyến xe có thể đợi chuyến khác. Bỏ lỡ một người là bỏ lỡ cả đời. Bức thư số 365. Trên đời này không có người đàn ông nào có thể đưa đón bạn đi làm cả đời, càng không có người đàn ông nào không bao giờ dám nói dối bạn. Nhưng quả thực sẽ có người đàn ông nguyện cả đời bên bạn, không rời xa bạn. Hãy nhớ rằng đã là con người thì sẽ có lúc buông thả, lười biếng, có khuyết điểm. Nhất định đừng ôm những kỳ vọng mà đối phương không thể thực hiện được. Muốn biết đàn ông tốt bao nhiêu, không phải xem kỳ vọng của bạn nhiều đến đâu. Mong đợi ít đi một chút, những niềm vui bất ngờ sẽ nhiều hơn một chút. Bức thư số 366. Không ai có thể dạy bạn làm thế nào để yêu một người hay làm thế nào để quên một người. Có thể trạng thái tốt nhất là bạn đến tôi sẽ nhiệt tình chào đón, bạn đi tôi cũng không làm bất ngờ. Có bạn bên cạnh cũng rất tốt, nhưng không có cũng chẳng sao. Bức thư số 367. Khuyết điểm nhánh nhất của một người không phải ích kỷ, đa tình
bạo ngược, buông thả mà lại cố chấp yêu một người không yêu mình. Bức thư số 368. Người hẹn hò với bạn, người kết hôn với bạn, đó là hai loại hoàn toàn khác nhau. Hẹn hò là anh ta tạm dừng bên bạn nhưng không có sự thay đổi về hành trình của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể ra đi. Còn kết hôn là buộc anh ta phải từ bỏ con đường riêng, nguyện cùng bạn đi chung đường. Vì vậy yêu thì dễ, kết hôn mới khó. Người yêu bạn vẫn chỉ là người qua đường, người quyết định lấy bạn mới gọi là người nhà. Bức thư số 369. Trong tim mỗi người đều có một hình bóng không thể quên. Dù bạn yêu thế nào cũng nên biết rằng anh ta trong cuộc đời của bạn chỉ có hai kết quả, hoặc là người cuối cùng, hoặc chỉ là người qua đường, không có lựa chọn khác. Cũng có nghĩa là khi một người không thể thành bến đỗ cuối cùng của bạn thì tất nhiên sẽ trở thành người qua đường. Điều này không liên quan đến yêu hay không yêu. Vì vậy, hoặc bên nhau đến bạc đầu, hoặc chỉ lướt qua nhau, đây chính là hiện thực của tình yêu. Bức thư số 370. Thế giới rộng lớn như vậy, có người đối tốt với bạn là niềm kiêu hãnh của bạn. Trái tim con người bé nhỏ như vậy, có người cất giữ hình bóng bạn là niềm tự hào của bạn. Sẽ có một người luôn xem trọng bạn, mất điều gì cũng không muốn đánh mất bạn. Thế giới này tiền có thể mua được, nhưng thứ thật sự xa xỉ. Nhưng thứ xa xỉ nhất mà bạn có bao nhiêu tiền cũng không mua được chính là trái tim chỉ luôn nghĩ đến bạn. Bức thư số 371. Khi chúng ta phải đi trên một con đường dài, trong những năm tháng đủ để trưởng thành đó, chúng ta dần dần trở nên thật tuyệt vời. Khi ấy chúng ta sẽ gặp một người vừa nắm lấy tay liền hiểu cách trân trọng lẫn nhau, và rồi chúng ta có thể nói với người đó rằng có lẽ chúng ta gặp nhau hơi muộn, nhưng em muốn đem bản thân của hiện tại, một bản thân đã được chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, gửi gắm cho anh. Bức thư số 372. Có một số người bạn cho rằng có thể gặp lại, một số việc bạn tưởng có thể tiếp diễn mãi mãi như vậy. Tuy nhiên trong khi mặt trời lặn rồi lại mọc, mọi thứ đều đã thay đổi. Chia ly luôn dễ dàng hơn tương ngộ, vì gặp được nhau giữa hàng vạn người là duyên phận chỉ có một lần, còn chia lìa chỉ là kết cục của hai người. Yêu thương ngắn ngủi mà lãng quên sao dài đến thế. Bức thư số 373. Trên thế giới này, tình yêu có nhiều dạng tồn tại, có thể mãnh liệt, có thể bình đạm, cũng có thể lãng mạn hoặc bi kịch. Có một dạng người vừa mắng vừa cầm ô che cho bạn. Bức thư số 374. Thời gian lâu dần, bạn sẽ phát hiện ngoại hình của một người đàn ông thật sự không quan trọng. Quan trọng là trong đầu có trí tuệ, trong lòng có trách nhiệm. Lời nói ngọt ngào của một người đàn ông không quan trọng. Quan trọng là có thực hiện lời hứa hay không. Tiền của một người đàn ông nhiều hay ít không quan trọng. Quan trọng là có tiêu vì bạn hay không. Một người đàn ông ở đâu không quan trọng. Quan trọng là trong lòng anh ta có bạn hay không. Bức thư số 375. Có một số việc giấu kín trong lòng có lẽ là tốt nhất, đợi thời gian dần qua đi sẽ trở thành chuyện cũ. Chuyện đau lòng nhất trong cuộc đời không phải mất đi người yêu, mà là vì quá yêu một người mà đánh mất bản thân. Bức thư số 381. Ngoại hình quyết định khả năng ở bên nhau, tính cách quyết định sự hòa hợp, vật chất quyết định sự ổn định, sự tin tưởng quyết định độ bền lâu của một mối quan hệ. Bức thư số 382. Một người hiểu bạn sẽ không bao giờ khiến bạn buồn. Nếu biết rõ làm như vậy khiến bạn không thoải mái, nhưng anh ta vẫn làm. Người đầy ác ý và ngu xuẩn như vậy không đáng được tha thứ. Bức thư số 383. Cách tốt nhất đối với một người là từ bỏ. Bất luận có còn nhung nhớ cũng không làm phiền. Cuối cùng có một ngày bạn sẽ biết mất đi thực tế hơn nhiều so với có được. Bức thư số 384. Tôi lên kế hoạch sẵn sàng sống cùng anh ấy trọn đời, nhưng cũng chuẩn bị sẵn sàng cho việc anh ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào. Có lẽ đây là quan điểm tốt nhất của tình yêu, yêu sâu đậm nhưng không phụ thuộc. Bức thư số 385. Hạnh phúc nhất trên đời này chính là người bạn đợi đang đợi bạn. Người quan tâm bạn cũng quan tâm bạn, người bạn nhớ nhung cũng thương nhớ bạn, người bạn yêu cũng hiểu bạn, người bạn hiểu lại càng hiểu bạn hơn. Bức thư số 386. Tình yêu quan trọng ở chất chứ không phải lượng, vội cũng không được. Có tình yêu rồi, hãy toàn tâm toàn ý,
Nếu không có tình yêu, một mình cũng thoải mái. Học cách sống một mình, bất kể bên cạnh có ai yêu thương bạn hay không. Làm việc tốt nên làm, có tình yêu hay không, đều an nhiên đối mặt. Khi duyên phận đến, hãy vươn tay nắm bắt. Khi duyên chưa tới, hãy để cuộc sống tràn đầy màu sắc. Bức thư số 387. Chọn đàn ông không cần gì ngoài chuyện người đó phải yêu bạn. Dù anh ta có tiền, tài giỏi, đẹp trai, có khả năng ăn nói hay IQ cao, có bản lĩnh hay hiếu thuận đến mức cảm động trời xanh, thích làm việc thiện nhưng không hề yêu bạn, vậy thì có tác dụng gì chứ? Bức thư số 388. Đôi khi người bạn lựa chọn ở bên cả đời sẽ giữ đường xuống xe. Người bạn một lòng một dạ lại là kẻ chần chừ do dự nhất. Cho nên yêu cũng được, kết hôn cũng được. Thật ra mọi sự lựa chọn đều không phải do bạn muốn mà được. Sự lựa chọn của bản thân mỗi người thường không đáng tin cậy. Người thật sự có thể ở bên bạn cả đời là do tự bạn trông nom coi sóc mà ra. Rồi mọi sự cứ thế thấm thoát qua đi, cuộc sống đều trôi qua như vậy cả. Bức thư số 389. Chúng ta dùng nhiều năm để yêu một người, lại dùng từng ấy năm để quên đi người đó. Từng yêu từng đau, sau đó lại nắm tay người khác tiến đến hôn nhân. Bức thư số 390. Xác suất để hai người gặp nhau là cực kỳ nhỏ. Hai người yêu nhau là chuyện đẹp nhất. Gặp được là ý trời. Tất cả đều là may mắn. Bức thư số 391. Tình yêu không phải một vài lời hứa. Tình yêu cũng không phải chỉ bên nhau một, hai ngày. Càng không phải những lời thề non hẹn biển được viết trên giấy hay nói suông. Tình yêu là trách nhiệm không xa rời, không từ bỏ. Hơn nữa, đó là sự đồng hành bình đẳng. Nếu là tình yêu đích thực, hãy yêu sâu đậm. Nếu không yêu, xin hãy rời đi. Bức thư số 392. Khi có người yêu thương, nước mắt mới thật sự là nước mắt. Nếu không, nó chỉ là chất lỏng mang vị mặn. Được người thương cưng chiều, nũng nịu mới được coi là nũng nịu. Nếu không, chính là tự tìm chỗ chết. Bức thư số 393. Mong có một ngày, bạn sẽ gặp một người hoàn toàn xa lạ, không hề có nền tảng tình cảm, nhưng cảm giác như có thể sống cùng nhau rất hạnh phúc. Thế là trái tim mệt mỏi quá đỗi, cuối cùng cũng bằng lòng cập bến. Bức thư số 394. Hai người yêu nhau cãi vã thường không phải do không có tình cảm, mà là vì yêu quá nhiều. Khi yêu sâu đậm, một chút mâu thuẫn cũng sẽ làm con người ta tổn thương sâu sắc. Bởi vì quá coi trọng nên không thể buông tha. Tình yêu đích thực không phải không cãi vã, không giận dỗi, không chọc tức, không gây sự, mà là sau khi cãi vã ầm ĩ, khóc lóc mắng mỏ, người thương mình nhất cuối cùng vẫn là đối phương. Tình yêu chính là phải biết ơn với ưu điểm và khoan dung với khuyết điểm của đối phương, vì tình yêu là kiên trì bên nhau. Bức thư số 395. Người yêu bạn suốt đời không phải minh chứng cho một tình yêu mãnh liệt sôi nổi, cũng không phải là những lời hứa hẹn thề thốt, mà là khi tất cả mọi người bỏ rơi bạn, chỉ có anh ấy vẫn thầm lặng bên bạn. Khi tất cả mọi người đều tán dương bạn, chỉ có anh ấy nắm tay bạn mỉm cười đứng lên, dường như tự hào nói rằng, điều này tôi đã biết sớm rồi. Bức thư số 396. Có người mang cho bạn cả thế. Bức thư số 401. Ta quen với việc người ấy đối tốt với bạn, bạn liền cho rằng tất cả là lẽ dĩ nhiên. Đến một ngày người ta không còn đối tốt với bạn nữa, bạn liền cảm thấy oán hận. Thật ra không phải người khác không tốt, mà là yêu cầu của bạn trở nên quá nhiều. Bức thư số 402. Nhung nhớ không quên chưa chắc là đã yêu, có lẽ là vì nối tiếp và không can tâm. Hãy tin rằng vận mệnh sẽ có sắp xếp tốt nhất. Người trong hồi ước đừng bao giờ gặp lại, gặp rồi sẽ chẳng còn là hồi ước nữa. Đôi khi không hẳn bạn đang hoài niệm về một ai đó, mà là quãng thời gian ở bên người ấy. Bức thư số 403. Hạnh phúc xưa nay như nước chảy nhiều mà thành sông, không cách nào đo lường, càng không thể nào tính toán. Thứ duy nhất có thể làm là trước khi nó đến, hãy cứ vững tin, sau khi nó đến thì lặng lẽ tận hưởng. Tha rằng ôm trái tim kỳ vọng tiếp tục chờ đợi, chứ không muốn thỏa hiệp với thời gian. Bởi vì tôi tin rằng hạnh phúc có lẽ đến muộn, chứ không phải sẽ mãi không đến. Bức thư số 404. Mỗi lần thất vọng, em sẽ bớt làm đôi chút những chuyện chứng minh cho tình yêu bản thân dành cho anh. Cho đến khi biệt danh của anh đổi thành tên thật, xóa bỏ mục quan tâm đặc biệt.
online sẽ không chủ động tìm anh, thu dọn những món quà anh tặng, xóa đi tất cả những hình ảnh, không còn âm thầm theo dõi anh, chính là lúc nên nói lời tạm biệt. Nhiều năm sau đó, chẳng biết anh có còn nhớ đến một người từng cố gắng trân trọng anh hay không. Bức thư số 405. Không ai cả đời chỉ yêu mà không làm bất cứ việc gì khác. Có lẽ khi bạn qua đi, anh ta đã rời xa bạn. Đó là việc không cách nào tránh được. Mỗi ngày đều đang xảy ra. Đừng tin vào những bộ tiểu thuyết, vì chúng ta đang sống hiện thực, cũng không phải cổ tích. Sẽ không có ai đợi ai cả đời. Bức thư số 406. Muốn biết một người đàn ông có phải mỗi người vẫn thích hay không, đừng nhìn vào khi anh ta hẹn hò ga lăng hào sảng ra sao, mà nên xem lúc vô cùng mệt mỏi anh ta có còn giữ bộ dạng mà bạn thích hay không. Muốn biết một người đàn ông có thật lòng yêu bạn hay không, đừng nhìn vào lúc anh ta vui vẻ quan tâm chăm sóc bạn, vì lúc đó anh ta thậm chí có thể đối xử tốt với cả người ăn xin, mà nên xem lúc khó khăn thất bại liệu anh ta có còn để tâm đến cảm nhận của bạn hay không. Bức thư số 407. Chuyện buồn nhất có lẽ là khi gặp được một người đặc biệt, nhưng biết rõ không thể ở bên nhau, hoặc sớm hoặc muộn bạn buộc phải từ bỏ. Bức thư số 408. Hạnh phúc là khi tình cảm mãnh liệt trở nên nguội lạnh, dù nhàn tàn phai nhưng nắm lấy tay nhau vẫn là đôi bàn tay ấy mà không hề hối hận, cho dù khi tiễn bạc đã cạn, thậm chí tay trắng, bên cạnh bạn vẫn là trái tim không thay đổi. Bức thư số 409. Trong tình cảm, một người có thể dễ dàng từ bỏ bạn, chứng tỏ anh ta không hề yêu bạn. Bất luận biểu hiện của anh ta có không nỡ đến thế nào, ưng vấn và đau khổ ra sao, chỉ cần là dễ dàng buông tay thì người đó nhất định không yêu bạn. Vì điều quan trọng nhất trong tình yêu chính là không từ bỏ. Trở ngại, tai nạn, bệnh tật, nghèo khó đều không khiến bạn từ bỏ tình yêu. Không rời, không buông mới là tình yêu đích thực. Bức thư số 410. Nếu một người quyết định rời xa bạn, anh ta nhất định đã chuẩn bị sẵn sàng lý do. Bạn không cần phải lắng nghe những cái cớ có vẻ đàng hoàng được suy tính. Những gì rời bỏ bạn là thứ vốn không thuộc về bạn. Tạm biệt quá khứ, từ đây mây tan gió thoảng, xóa bỏ hết chuyện cũ. Đời người ngắn ngủi, đừng để mình sống mãi trong ký ức. Bức thư 411. Chúc bạn sớm gặp được một người sẽ dùng cả đời mình dày công nâng niu chăm sóc bạn, dùng năm tháng đằng đẵng sắp xếp ổn thỏa cho bạn. Bức thư 412. Dù yêu cũng đừng nên hèn mọn đi lấy lòng người không yêu bạn. Dù hận cũng đừng gièm pha sau lưng từng người dù đã một thời gian ở bên bạn. Bức thư số 413. Nếu có một ngày bạn không còn tìm kiếm tình yêu nữa, chỉ yêu thôi. Nếu bạn không còn khát vọng thành công nữa, chỉ làm việc thôi. Bạn không còn thay đổi sự trưởng thành nữa, chỉ tu dưỡng thôi. Lúc đó, tất cả mới chính thức bắt đầu. Bức thư số 414. Người không đợi được nữa thì đừng đợi. Sự suy tình của bạn không thể lay động lòng người không yêu bạn. Khiến bạn tổn thương không phải do sự tùy tình của đối phương, mà là do sự ảo tưởng cố chấp trong lòng bạn. Hãy dũng cảm hơn một chút, quay người đi. Bạn phải chấp nhận buông bỏ vài thứ mới có thể đạt được một bạn hoàn hảo. Bức thư số 415. Nếu rất thích một người thì hãy giữ khoảng cách bạn bè là đủ. Như vậy mới có thể gắn bó cả đời. Nên vạn lần đừng tham vọng gần gũi thân thiết hơn. Con người một khi đã có dục vọng thì định trước là sẽ mất đi. Bức thư số 416. Tình cảm giữa người với người đôi khi giống như áo len. Khi đan thì cẩn thận dè dặt từng mũi từng đường. Khi tháo lại chỉ cần nhẹ nhàng kéo. Tự như một câu nói đùa hay chỉ một hiểu lầm nào đó, tất cả tình cảm đều không còn nữa. Bạn bè không còn nhiều, đáng quý ở chỗ đồng hành cùng vượt qua mưa gió. Tình cảm dán bàn tới chuyện lâu dài, quan trọng ở chỗ có được ước thấy. Bức thư số 417. Bước đầu tiên khi yêu là khiến bản thân trở nên đẹp hơn. Việc đầu tiên khi kết hôn là khiến bản thân trở nên đáng tin cậy. Bước đầu tiên khi sinh con là bản thân phải có tiền. Rất nhiều sự việc không phải bạn muốn là có thể làm được.
Trước tiên, phải để bản thân có đủ các điều kiện. Bức thư số 418. Hai người yêu nhau nhất định phải chân thành. Khi bất đồng phải thấu hiểu. Lúc tức giận cần bình tĩnh. Khi vui vẻ phải chia sẻ. Khi trách móc cần lượng thứ. Một khi đã nắm tay, đừng dễ dàng nói lời từ biệt. Con người khi chỉ còn một chiếc giày mới, mới thấm mùi của sự mất mát. Bức thư số 419. Hãy phung phí cuộc đời cho những điều tốt đẹp, lãng phí cân nặng cho những món ăn ngon và hôi phí tình yêu cho người trong lòng bạn. Bức thư số 420. Sự tổn thương mà đàn ông mang đến cho phụ nữ không hẳn bởi vì anh ta đã yêu người khác, mà là khi cô ấy kỳ vọng thật nhiều, anh ta lại khiến cô ấy thất vọng. Khi cô ấy mềm yếu, anh ta lại chẳng mang đến cho cô ấy niềm an ủi nên có. Bức thư số 421. Thật ra, bạn có thể cảm nhận được một người yêu bạn hay không yêu bạn. Hơn nữa, cảm giác này tương đối rõ ràng và chính xác. Không cần lừa dối hay miễn cưỡng chính mình. Nếu thật sự không thành, hãy học cách buông bỏ. Bức thư số 422. Yêu một người là việc của riêng bạn. Hãy giữ vững thái độ như vậy đối với cuộc sống. Chỉ cần vẫn muốn tiếp tục, vậy thì cứ khóc lớn một trận rồi bất chấp khó khăn dấn thân yêu tiếp. Trên đời này, thứ được gọi là duyên phận có một phần do tự tay mình giành lấy. Bức thư số 423. Thật ra không phải ai cũng có tính tình dễ chịu. Nếu bạn may mắn gặp đúng người, bằng lòng luôn chiều bạn, thì hãy nhớ rằng đừng dè bỏ tình cảm của người ấy. Bức thư số 424. Hãy học cách sống một mình, bất luận bên cạnh có người yêu thương hay không, làm tốt những điều bản thân nên làm, yêu hay không yêu đều an nhiên đối diện. Bức thư số 425. Nếu thích, vì sao không nói ra? Nếu không yêu, vì sao lại quyến rũ người khác? Trên đời này, tất cả mọi sự đều có thể mơ hồ, chỉ có tình cảm bắt buộc phải rõ ràng. Bức thư số 426. Một người con gái nếu thật lòng yêu bạn, vậy thì cô ấy sẽ cam tâm tình nguyện vì bạn mà ghen tuông. Tín nhiệm không phải tiêu chuẩn duy nhất để đem ra khảo nghiệm tình yêu, ghen tuông cũng là một phần trong đó. Bức thư số 427. Nếu biết chắc không thể lấy người ấy, vậy cưỡng ép bản thân mỗi ngày, nghĩ về người ấy dần ít đi. Đột nhiên từ bỏ đương nhiên rất khó, thất vọng tích tụ đủ rồi, đem tình yêu thương từng chút tách rời khỏi linh hồn, đau khổ có thể sẽ dần vơi bớt. Dù sao mọi người cũng cần phải diễn tập, dần dần bình lặng, từ từ mờ nhạt, cho đến khi không nhìn thấy nữa. Bức thư số 428. Nghe nói, chào buổi sáng là lời thăm thân tình nhất, chúc ngủ ngon là lời tỏ tình bền lâu nhất. Mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn nói chúc ngủ ngon, đó là thứ hạnh phúc đơn giản nhất nhưng lại lâu dài nhất. Bức thư số 429. Hãy đi gặp người bạn muốn gặp, tranh thủ vầng dương đang rực nắng, gió thoảng nhẹ bay, nhìn lúc người ấy còn đó và bạn vẫn chưa già. Bức thư số 430. Người thật sự yêu bạn sẽ không bỏ lỡ bạn vì tình yêu sẽ khiến anh ta điên cuồng. Người bị động đợi chờ tất cả chứng tỏ anh ta không yêu bạn, vì tình yêu chính là chủ động. Tình yêu đẹp nhất sẽ khiến bạn không ngừng hoàn thiện bản thân, nhưng không cần phải đánh mất chính mình. Bức thư số 431. Cho dù bạn có muốn thừa nhận hay không, thì hầu hết những người từng yêu trong đời đều từ lạ thành quen, rồi từ quen thành lạ, dần dần khiến chúng ta rung động không còn là câu tôi yêu em, mà là câu tôi bên em. Tình yêu không phải điểm cuối cùng, mà là bên nhau mới là chốn về. Bức thư số 432. Trong tình yêu, điều bất lợi nhất chính là sự từng trải của hai người không tương xứng. Khi bạn như chú chim non đơn thuần mới biết yêu, nghĩ tình sâu như biển, thì đối phương đã trải qua vạn sự mưa gió, không muốn yêu thêm lần nữa. Bức thư số 433. Tôi không hiểu như thế nào mới gọi là vừa đúng lúc, tôi chỉ muốn không muốn phụ lòng ai. Chỉ cần giang tay ôm lấy, tôi tuyệt đối không lùi bước. Những lúc nên cười, tôi tuyệt đối sẽ không khóc. Bức thư số 434. Có người nên quên thì hãy quên đi, nhớ nhung không buông
trong mắt bạn là yêu, trong mắt đối phương lại là sự phiền toái, còn trong mắt người khác là ti tiện. Bức thư số 435. Nếu bạn không buông bỏ được người bạn yêu nhầm, bạn sẽ vĩnh viễn không tìm được tình yêu đích thực. Bức thư số 436. Chúng ta trân trọng một người, chắc chắn đã từng cảm động về người đó. Chúng ta từ bỏ một người, hẳn từng phải thất vọng về người đó. Người bên cạnh bạn vì trái tim ấm áp mà dùng từ bức thư số 441. Đừng hoài công chờ đợi một người không có tương lai. Cứ coi như gió chưa từng thổi, anh ta chưa từng xuất hiện, bạn cũng chưa từng yêu. Bức thư số 442. Chừng mực là tiêu chuẩn cho sự trưởng thành trong tình yêu. Nó khiến con người ta hiểu được phải tuân thủ khoảng cách cần thiết giữa người với người. Khoảng cách này có hàm ý chỉ sự tôn trọng độc lập cá nhân của đối phương, bao gồm cả sự tôn trọng quyền sống một mình của đối phương. Bức thư số 443. Tình yêu lớn nhất thế giới là sự nhẫn nhịn. Một số người yêu bạn nhưng không muốn nhún nhường, vì điều này đòi hỏi đối phương phải trả giá bằng sự thay đổi hoặc để cuộc đời nuốt gọn trong sự nóng nảy. Cho bạn tiền rất dễ, ở bên bạn cũng không quá khó, nhưng thật sự có thể âm thầm thay đổi và nhường nhịn mới là thử thách lớn lao nhất. Muốn biết một người có đối tốt với bạn hay không, hãy xem người đó có thể vì bạn mà thay đổi bao nhiêu. Bức thư số 444. Màn đêm buông xuống là thời điểm tâm linh con người mềm yếu nhất, cũng là lúc nhớ nhung điên cuồng nhất. Thật ra, một mình không hề cô đơn, nhớ một người mới thật sự cô đơn. Bức thư số 445. Trên thế giới này, điều gì cũng có thể tạm bợ, chỉ có hôn nhân là không cách nào tạm bợ. Bởi vì, thứ bạn muốn không phải là một tờ đăng ký kết hôn, mà là một cuộc sống sau hôn nhân. Từ kết hôn đến khi già, bạn có một cuộc đời mấy chục năm, bên nhau một đời, sao có thể tạm bợ được. Một ngày nào đó, bạn sẽ chẳng thể đối diện với một người tạm bợ. Vì vậy, cuộc đời chính là thà cô độc, còn hơn làm trái lòng mình, dù có hối tiếc cũng không thể tạm bợ. Bức thư số 446. Từ gì quyết định từ bỏ, xin hãy từ bỏ dứt khoát. Những ai đã quyết định không gặp nữa thì đừng bao giờ gặp. Xin đừng làm những việc phản bội chính mình. Nếu muốn yêu người khác, trước tiên hãy yêu chính mình. Bức thư số 447. Đi sai đường, hãy nhớ quay lại. Yêu nhầm người, hãy biết buông tay. Lòng người cũng có lúc trái ngược, lấy chân thành đổi chân thành. Tình cảm cũng cần có sự quay lại, dùng trái tim sưởi ấm trái tim. Người muốn đi không thể giữ, người giả vờ ngủ có gọi cũng không tỉnh. Người không thích bạn, không gì lay động được. Chỉ đi cùng nhau qua một đoạn đường mà thôi, hà tất các bạn để nhớ nhung dài hơn cả những gì đã trải qua. Bức thư số 448. Trong vô số những đêm mất ngủ, nhất định sẽ có rất nhiều người ban đầu theo thói quen lặng lẽ nhắm mắt, nhớ đến gương mặt một người, nhớ nhung từng lời nói trước kia, nhớ những con đường cùng nhau đi qua, nhớ đến tất cả. Một mình cứ ngốc nghếch, sau đó ôm nỗi đau khổ vô tận chìm vào cõi mộng. Có điều đẹp nhất không phải lưu giữ thời gian mà là ký ức, chỉ mong thời gian như lần đầu gặp gỡ. Bức thư số 449. Một trái tim từng tổn thương bao nhiêu lần mới buộc phải lựa chọn từ bỏ. Một người phải ngốc nghếch chờ đợi bao lâu mới biết bản thân chỉ là dư thừa. Trái tim rung động mãnh liệt nhất giờ đây đóng băng. Con người từng yêu sâu đậm nhất giờ đây cũng vô tình. Bức thư số 450. Tình yêu đích thực cần phải chờ đợi, nhưng chờ đợi quá lâu sẽ trở thành sự hủy hoại đối với tình yêu. Đời người dài đằng đẵng, hồng trần cuồn cuộn, năm năm tháng tháng còn đó, tháng tháng năm năm khách đổi đời. Kiếp này đợi không được, vậy đừng đợi đến kiếp sau. Cầu vừa mới bước qua, sao lại thành đường lạ? Cho nên hãy trân trọng gặp gỡ, trân trọng tình yêu, trân trọng những gì đang có, trân trọng người bên cạnh. Suy cho cùng, không ai đi hết những thay đổi của năm tháng, cũng không ai có thể chờ đợi đến kiếp sau để yêu lại. Bức thư số 451.
Một người hiểu bạn sẽ không bao giờ khiến bạn buồn. Nếu biết làm rõ như vậy khiến bạn không thoải mái, nhưng anh ta vẫn làm. Người để ác ý như vậy và ngu xuẩn như vậy không đáng được tha thứ. Bức thư số 452. Một ngày hãy chăm chỉ rửa mặt, đọc nhiều sách, ngủ đúng giờ, ăn ít và chia thành nhiều bữa, trở nên dịu dàng, trọng lượng, duy trì sự lương thiện, giữ gìn trái tim yêu thương, không cố chấp đấu khẩu trước mặt người khác, không đi khắp nơi kể lể mong muốn được an ủi, mà học cách một mình lặng lẽ đối mặt, tự nghĩ thông đạo mọi tí. Bạn như vậy, dù có độc thân cũng chẳng sao cả. Bạn đang đường hoàng là một người tốt hơn, nhất định sẽ gặp được người tốt nhất, và người đó nhất định cũng xứng đáng với tất cả sự chờ đợi của bạn. Bức thư số 453. Không phải ai cũng phù hợp ở bên bạn tới độ bà răng long. Có người giúp bạn trưởng thành, có người sẽ cùng bạn chung sống, có người phải dùng cả đời để nhớ nhung. Bức thư số 454. Tỏ tình giữa chốn đông người thể hiện tình cảm yêu đương thắm thiết. Bức thư số 461. Bên nhau đến đầu bạc răng long và hai chỗ tình yêu vốn chẳng hề có chút quan hệ nào cả. Đó chẳng qua là sự nhẫn nại, nhưng nhẫn nại là một loại tình yêu. Cho nên người thật sự yêu bạn chính là người bằng lòng cả đời nhẫn nại với bạn. Bức thư số 462. Tình cảm nhạt rồi, chúng ta tiếp tục bồi đắp. Không có chuyện gì để nói thì đi tìm chủ đề. Thế chán ngán rồi, chúng ta làm quen lại từ đầu. Cảm thấy mệt mỏi, hãy tạo không gian cho nhau. Giữa biển người ổn á, gặp nhau cũng chẳng dễ dàng. Cũng không muốn lại cứ thế cách xa. Bức thư số 463. Trên đời này, sẽ có một người trị được bạn. Chỉ cần nhìn thấy người đó, tính xấu của bạn tự nhiên sẽ bớt đi. Những chán nản sẽ biến mất không chút dấu vết. Ở bên người đó, bạn mới phát hiện ra rằng mình chưa bao giờ mình dịu dàng đến thế. Ở bên người đó, bạn sẽ nỗ lực thể hiện sự thông minh của bản thân. Bức thư số 464. Thật ra, ai thích bạn, bạn hoàn toàn có thể cảm nhận được. Bạn thích ai, người đó có thích bạn không, có quan tâm đến bạn không, bạn cũng có thể cảm nhận được. Có lúc, người thông minh như bạn lại ngốc nghếch đi lừa gạt chính mình. Bức thư số 465. Tôi không chắc mình có thể sẽ dùng bao nhiêu thời gian để quên anh. Cũng không dám can đoan mình sẽ thực hiện thực quên đi được. Tôi chỉ có thể như bây giờ, không một nào ở Mỹ, không đau buồn cũng không vui vẻ, bình thản chẳng có chút quan hệ gì với anh. Bức thư số 466. Từ bỏ thật sự là bạn không xóa đi nhật ký tin nhắn với anh ta, cũng không đưa anh ta vào danh sách blacklist. Chỉ cần để mặc anh ta nằm trong hòm thư, lười nhác đến mức chẳng thể mở ra. Anh ta giống như chiếc bút bạn làm rơi dưới gầm giường, giống như cái bình bạn đã vứt vào thùng rác. Quyết định không cần thì sẽ không nghĩ đến nữa. Những dấu vết anh ta để lại giống như bụi trên sofa hay vết bẩn bám trên máy hút bụi. Bạn không cần vì muốn loại bỏ chúng mà làm một cuộc tổng vệ sinh. Chỉ cần khi tâm trạng tốt, tiện tay lau qua là xong. Bức thư số 467. Mỗi lần thất vọng, bạn sẽ bớt làm mọi chuyện yêu anh. Cho đến cuối cùng, cũng không chủ động tìm anh nữa. Sẽ thu dọn đồ đạc của anh, xóa đi những bức ảnh của anh và không nhìn lén anh nữa. Có lẽ đó là lúc nên nói lời tạm biệt. Thất vọng cần tích lũy từng ngày một, rời bỏ là một quyết định rất dài. Bức thư số 468. Hôn nhân giống như một đôi giày, dù chọn loại giày nào, quan trọng nhất vẫn phải đi đủ vừa chân. Dù hôn nhân như thế nào, đẹp nhất vẫn là hòa hợp. Đừng vì tham đôi giày hào nhoáng mà khiến đôi chân mình chịu thiệt. Thứ người ngoài nhìn thấy là đôi giày, cảm nhận của bạn là đôi chân. Đôi chân quan trọng hơn giày, đó là một chân lý mà rất nhiều người thường quên mất. Bức thư số 469. Có những người đến bên để nói cho bạn biết thế nào là chân tình, thế nào là giả dối.
giống như có người mang cho bạn sự ấm áp, có người khiến trái tim bạn trở nên nguội lạnh. Tất cả những điều này đều là món quà của cuộc đời, cho dù bạn có thích hay không đều phải chấp nhận, rồi sau đó học cách để hiểu ý nghĩa của nó. Bức thư số 470. Cô đơn nhất trên thế giới này không phải người bạn nhớ không ở bên cạnh bạn, mà là lúc bạn cô đơn không có ai nhớ tới. Hạnh phúc nhất trên thế gian này không phải việc bạn có người nâng niu trong tay, mà là có người đáng để bạn toàn tâm toàn ý yêu thương. Bức thư số 471. Trong thế giới của hai người, luôn có một người ồn ào, một người tranh cãi, một người chọc ghẹo. Nếu một người luôn thua, thì đó không phải do anh ta không có khả năng ăn nói, mà là anh ta không nỡ nhẫn tâm nói ra những lời làm tổn thương đối phương, cho nên chọn cách trầm lặng. Bức thư số 472. Đàn ông không thích bạn gái mình thân thiết với người đàn ông khác vì họ hiểu rõ đàn ông lúc nào cũng trở thành kẻ cặn bã. Cùng một đạo lý, phụ nữ cũng không thích bạn trai mình có quan hệ thân thiết với người phụ nữ khác bởi họ hiểu rõ chẳng người phụ nữ nào đơn giản. Chuyện tình cảm tốt nhất dù là ai cũng không nên đùa bỡn. Bức thư số 473. Tôi hy vọng tình yêu của tôi được như thế này. Tương nhu dĩ mạt, cử án tề mi, tức là vợ chồng tôn trọng nhau, cùng vượt qua khó khăn hoạn nạn, bình đạm như nước. Trong những năm tháng cuộc đời của mình, tôi sẽ tìm thấy anh, dựa dẫm và trao nó cho anh. Tôi sẽ là vợ của anh, là mẹ của con anh, vì anh mà nấu cơm, giặt quần áo, khâu lại chiếc cúc bị tuột, sau đó chúng tôi sẽ cùng nhau già đi. Bức thư số 474. Có những người học với bạn nhưng bạn không yêu, có những người yêu bạn nhưng không học với bạn. Muốn biết yêu hay không, đừng dùng tai nghe mà hãy dùng mắt nhìn. Nhìn xem đối phương chấp nhận hy sinh bao nhiêu. Còn muốn biết học hay không, đừng hỏi đối phương có gì mà hãy hỏi nụ cười và những giọt nước mắt của bạn. Người luôn khiến bạn rơi lệ, điều kiện tốt thế nào cũng không cần. Người luôn khiến bạn cười, cho dù chịu khổ cũng đáng. Bức thư số 475. Thời thanh xuân theo đuổi tình cảm mãnh liệt, trưởng thành rồi lại thích sự bình lặng. Sau khi chúng ta tìm kiếm, bị tổn thương rồi rời bỏ mà vẫn có thể trước sau như một tin vào tình yêu, thì đó là một loại dũng khí. Mỗi người đều có một khu rừng của riêng mình. Người đi lạc đã lạc mất rồi, người phương tương phùng sẽ lại tương phùng. Bức thư số 477. Tình yêu khiến người ta quên đi thời gian cũng khiến người ta quên đi tình yêu. Cho dù đã trải qua bao nhiêu đau khổ và niềm vui trong cuộc đời này, chúng ta đều chẳng thể đấu lại được sự thử thách của thời gian. Bức thư số 476. Chắc hẳn mỗi người đều sẽ gặp một người mà chúng ta chẳng thể ở bên, không thể yêu nhưng cứ mãi nhớ nhung. Bức thư số 478. Giống như giày vậy, nếu một người được định trước là của bạn, anh ta sẽ hoàn toàn phù hợp với bạn, không cần miễn cưỡng, không cần đấu tranh, cũng không có đau khổ. Bức thư số 479. Trên đời này không có tình cảm nào không làm tổn thương đến trái tim con người, hoặc nhiều hoặc ít, hoặc lớn hoặc nhỏ. Nó sẽ để lại vết thương nơi đáy lòng bạn, dùng vết thương để trả giá mới có thể đổi lấy niềm vui trong tình cảm. Bức thư số 480. Kẻ thù lớn nhất của tình yêu không phải sự phản bội, cũng không phải áp lực cuộc sống, mà là nghĩ quá nhiều. Có những người khi yêu sẽ hay nghĩ ngợi lung tung, đối phương có khi còn chưa biết trong lòng bạn đã nghĩ tới mọi khả năng. Đó không phải tình yêu mà là sự tự giết chết cảm xúc. Tình yêu nên khiến con người ta vui vẻ, muốn nên thoải mái, trở nên nghĩ nhiều. Bức thư số 481. Tình yêu thật sự thuộc về bạn sẽ không làm bạn đau khổ. Người yêu bạn thật sự sẽ không khiến bạn phải suy tính thiệt hơn. Có người chỉ cần một tấm vé đã trúng giải đặc biệt, lại có người viết một cuốn sách liền thành danh. Nếu cảm thấy đau khổ thì đừng cưỡng cầu. Tình yêu thật sự sẽ khiến chúng ta vui vẻ. Nếu cảm thấy đau khổ thì chắc chắn bạn đã lầm. Hãy kết thúc ngay lập tức và bắt đầu lại từ đầu. Bức thư số 482. Người có lòng muốn ở bên nhau, cho dù cãi nhau to thế nào, mỗi người cũng sẽ tự tìm lối thoát, nhanh chóng làm lành.
Người đã rắc tâm ra đi, một lần xích mích nhỏ cũng sẽ thành cái cớ cho sự đổ vỡ. Bức thư số 483. Tình yêu xưa nay là thứ luôn có nhiều thứ biến đổi. Thay vì giấu kỹ nỗi đau kéo dài trong tim, chỉ bằng dũng cảm nói lên tiếng lòng. Bức thư số 484. Khi bạn nghiêm túc trải qua một mối tình nhưng cuối cùng lại phải chia tay, sau này bạn rất khó để yêu một người khác. Bạn không muốn bỏ thời gian tìm hiểu nữa, giống như bạn sắp viết xong một bài văn nhưng giáo viên nói chữ của bạn quá xấu rồi xé bỏ, yêu cầu bạn viết lại. Tuy rằng bạn nhớ rõ những nội dung đó nhưng bạn lười viết, bởi vì bài văn mà bạn đã dồn hết tinh lực vào chỉ thiếu mỗi kết luận mà bạn lại phải bắt đầu lại từ đầu, nên bạn không thể dành cho người thứ hai nhiều đến như vậy nữa. Bức thư số 485. Đôi khi phụ nữ cần một người đàn ông giống như người muốn nhảy khỏi máy bay cần đến một chiếc dù. Nếu thời khắc này anh ta không ở bên thì sau này cũng không cần nữa. Bức thư số 486. Yêu là một loại trách nhiệm, không phải anh ta không thể gặp người nào tốt hơn, mà vì có em rồi, anh không muốn gặp người nào khác. Không phải anh không biết rung động trước người khác, nhưng vì có em rồi, anh cảm thấy mình không cần phải rung động trước bất kỳ ai. Không phải anh không thể yêu người khác, mà anh hiểu được cách trân trọng em hơn. Có thể ở bên nhau không dễ dàng, thậm chí không phải người phù hợp với anh nhất, nhưng em lại là người anh trân trọng nhất. Bức thư số 487. Cho dù điều kiện của bạn đến có tệ đến đâu, vẫn sẽ có người yêu bạn. Cho dù điều kiện của bạn tốt đến nhường nào, luôn có người ghét bạn. Vào đúng thời điểm gặp được người đúng là một loại duyên phận, mà duyên phận này cần nhẫn nại chờ đợi, phải trải qua vô vàn thất bại bạn mới có thể gặp. Trên thế giới này luôn có người yêu bạn nhiều hơn cả tưởng tượng của bạn. Bức thư số 488. Có hay không khoảnh khắc trên đường bắt gặp một bóng dáng quen thuộc, trái tim bỗng đập loạn nhịp, cho đến khi phát hiện ra đó chỉ là một người xa lạ, thế là cả một ngày ngập tràn hồi ức. Bức thư số 489. Đừng quá hà khắc với người yêu bạn, mỗi người đều có lúc tức giận. Một người vì bạn mà nén lại mọi cơn thịnh nộ, chỉ bởi người đó thương bạn nhiều hơn chính bạn. Bức thư số 490. Đàn ông tuy yêu mỹ nhân nhưng chưa chắc đã lấy cô ta, đến cuối cùng người mà họ lấy đều là người vợ có thể hợp để làm vợ. Phụ nữ tuy tiêu tiền nhiều nhưng chưa chắc đã gả cho người đàn ông giàu có, đến cuối cùng người mà họ gả đều là người đối xử tốt với họ. Cho nên đến cuối cùng, nền tảng của hôn nhân tuyệt đối không phải tiền tài hay nhan sắc, mà là nhân cách và trách nhiệm. Bức thư số 491. Người vô duyên với bạn, bạn có thể nói với người ta nhiều thế nào cũng dư thừa. Người hữu duyên với bạn, sự tồn tại của bạn là để đánh thức mọi cảm giác của người ấy. Bức thư số 492. Cả đời không kết hôn thật sự đáng sợ, nhưng đáng sợ hơn là có người cả đời sống trong hôn nhân nhưng chưa từng có được tình yêu. Bức thư số 493. Bất kỳ người nào rời xa bạn đều không phải quyết định đột nhiên, trong lòng dần trở nên lạnh nhạt, lá cây từ từ úa vàng, câu chuyện chậm chạp viết tới hồi kết, còn tình yêu là vì thất vọng chất chứa quá nhiều nên mới dần tàn lụi. Bức thư số 494. Điều đáng sợ nhất là một người con gái tự coi mình như một món quà, đóng gói theo phương thức thịnh hành nhất, phỏng đoán sở thích của đối phương để thay đổi, sau đó mang đến trước cửa, mong chờ đối phương trân trọng. Bạn nhất định phải hiểu rằng bạn không phải món quà, làm chính mình mới là quan trọng nhất. Bức thư số 495. Cố gắng kiếm tiền không phải vì ham tiền, chỉ là để đời này không muốn vì tiền mà buộc phải ở bên hay rời xa ai. Nếu hỏi giữa tình yêu và bánh mì tôi chọn cái nào, tôi sẽ nói anh cho tôi tình yêu là đủ, còn bánh mì tôi tự mua được. Bức thư số 496. Người yêu phù hợp với bạn nhất không phải trời sinh ra đã hợp. Người mà bạn yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên chưa chắc sẽ có thể chung sống hòa hợp. Người chung sống hòa hợp chưa chắc đã một lòng chung thủy. Người yêu thật sự phù hợp kỳ thực phải trải qua sự mài giũa. Tôi thay đổi một chút, anh thay đổi một ít. Tuy mọi người đều mất đi đôi phần cái tôi cá nhân, nhưng có thể trở thành một cặp ăn ý. Yêu và chung sống là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Yêu là sự hấp dẫn, còn chung sống là vì đối phương mà thay đổi. Bức thư số 497.
Tình yêu đích thực là khi cãi nhau giữa chừng, đầu óc chẳng trống rỗng, đột nhiên muốn lao tới hôn đối phương. Tình yêu đích thực là cân bằng bình đẳng. Anh được của tôi cái này thì tôi phải được từ anh cái kia. Tình yêu đích thực là dù đã ở bên nhau bao lâu vẫn muốn tiếp tục, chẳng nỡ rời xa. Bức thư số 498. Có một ngày bạn sẽ hiểu ra điều bạn cần không phải một tình yêu mãnh liệt sôi nổi, mà là một người không rời xa bạn. Lúc bạn lạnh, anh ấy nhìn cho bạn áo khoác. Lúc bạn đau bụng, anh ấy đưa cho bạn một ly nước ấm. Lúc bạn buồn, anh ấy ôm lấy bạn. Cứ như vậy ở bên, không cần cả ngày nói yêu bạn thế nào, mà chỉ cần chân thành nói một câu, bên nhau không rời xa. Bức thư số 499. Trong những năm tháng phải nỗ lực phấn đấu nhất, bạn nên yêu người có thể đem lại cho động lực, chứ không phải kẻ khiến bạn mệt mỏi đến cùng cùng. Bức thư số 500. Khi đàn ông chỉ trích người phụ nữ của mình quá mạnh mẽ, anh ta cần xem lại mình đã đủ mạnh mẽ chưa. Phụ nữ là loại động vật trước tình yêu luôn gặp mạnh biến yếu, gặp yếu biến mạnh. Một người phụ nữ trở nên mạnh mẽ bởi họ không có được sự bảo vệ và quan tâm cần thiết. Khi một người phụ nữ có đủ tình yêu và cảm giác an toàn, cô ấy sẽ không cần đến như thế chuẩn bị chiến đấu. Được đứng ngang hàng với thế giới này, cô ấy mới có thể trở nên cảm tính và dịu dàng.